Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 18. Kiếm trận oai phong. Dương Diệp nhìn Man Sư, cười khẽ nói. Dĩ nhiên là ta đang đợi ngươi đến rồi. Đợi ta. Man Sư nhíu mày, sau đó cười lạnh nói. Tên rác rưởi kia, ngươi nghĩ ta sẽ lại bị ngươi lừa hay sao? Dương Diệp nhún vai, cười nói. Cũng có thể đấy. Vậy sao? Man Sư cười lạnh. Sau đó chậm rãi tiến về phía chỗ Dương Diệp, vừa đi vừa nói. Ngươi nhìn đi, ta đang đến đây, lần này đừng hòng ta tha cho ngươi. Lúc Man Sư nói xong thì hắn chỉ còn cách Dương Diệp ba trượng, Man Sư nói tiếp. Đây, ta đến rồi đây. Dương Diệp gật đầu nói. Ngươi có dám bước từng bước về phía trước không? Sao lại không, đừng nói là đi từng bước, dù là hai bước ngươi có năng lực gì để cản ta chứ? Man Sư nói xong, tiếp tục đi về phía Dương Diệp hai bước. Chân Man Sư vừa di chuyển về phía trước, Dương Diệp cũng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tâm động, lập tức. Cong! Đột nhiên có tiếng kiếm đồng loạt vang lên, hiện tại xung quanh Man Sư xuất hiện 36 thanh kiếm, 36 thanh kiếm phóng lên cao, ngay sau đó, dưới sự điều khiển của Dương Diệp, 36 thanh kiếm lao về phía Man Sư đang đứng ở trung tâm với một tốc độ rất nhanh. Với tốc độ đó, với uy lực đó, đồng tử của Man Sư tập tức co lại. Bởi vì lần này Dương Diệp đã sử dụng tam trọng kiếm ý. Với tam trọng kiếm ý, tốc độ và uy lực của 36 thanh kiếm trở nên cực kỳ khủng bố, những nơi mà kiếm đi qua đều tạo ra một tiếng như tiếng pháo nổ, âm thanh này không ngừng vang lên trong không trung. Không chỉ thế, những nơi mà huyền kiếm bay qua đều tạo ra những đợt rung chuyển trong không gian, thanh thế của nó làm cho người ta phải sợ hãi. Lúc này, Man Sư có chút sợ, đúng, vì hắn cảm nhận được uy lực phát ra từ 36 huyền kiếm kia, Man Sư không phải là kiêng dè, mà là hắn có chút sợ. Vì bên trong huyền kiếm ẩn chứa một kiếm ý rất khủng bố, chỉ như thế đã có thể uy hiếp hắn rồi. Đúng, thứ hắn sợ hãi chính là kiếm ý kia. Không ngờ lại là tam trọng kiếm ý, mà kiếm ý tiểu thành này, trước mặt tên nhân loại này lại lớn lên bao nhiêu. Chắc không đến 20 đi, nếu không đến 20 kiếm ý tiểu thành. Vậy thì nếu tên nhân loại này lại tiếp tục khuếch trương nó lên thì... Man Sư không còn thời gian để suy nghĩ nữa, vì 36 huyền kiếm kia đã đến ngay trước mặt hắn rồi. Rào! Man Sư không chút do dự khôi phục bản thể, vừa mới khôi phục bản thể xong thì 36 huyền kiếm mang theo uy lực cực kỳ khủng bố kia trực tiếp hướng vào người Man Sư. Oanh! 36 mũi huyền kiếm chưa kịp đâm vào tàn da cứng rắn của Man Sư thì ngay lúc này... Man Sư đột nhiên hai tay song trưởng giao nhau, một cỗ khí thế khủng bố mạnh mẽ trào ra từ cơ thể của Man Sư. 36 huyền kiếm kia bị bắn ra, nhưng vừa mới văng ra thì ngay lập tức trở tại, tiếp tục bắn như điện về phía Man Sư. Man Sư cũng không có ngu mà đi đối đầu với 36 huyền kiếm kia, vì mỗi kiếm đều mang theo một kiếm ý rất sắc bén, chúng có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngực của Man Sư. Tuy không thể giết chết được hắn. Nhưng hắn không cần thiết phải đi chịu đựng cái sự đau đớn về thể xác đó. Cho nên, khi 36 kiếm ý đang bắn như điện về phía hắn thì hắn nhảy người, đánh về phía Dương Diệp đang đứng đó không san. Dĩ nhiên, Man Sư hắn cũng biết, giải quyết Dương Diệp chính là mấu chốt. Nhưng lúc này, hắn lại nhìn thấy khóe miệng Dương Diệp khẽ cong lên, trong mắt cũng ẩn sâu ý cười. Khi bản thể cực lớn của Man Sư đã cách Dương Diệp hai trượng, Dương Diệp hai chân hơi khuỵu xuống. Dừng một lúc rồi nhảy một cái, cả người bay vào không trung. Dương Diệp hơi động cỗ tay, tử linh kiếm xuất hiện trên tay hắn, sau đó dùng kiếm bổ thật mạnh về phía Man Sư. Phân linh kiếm pháp. Một âm thanh kịch liệt đi theo Dương Diệp, từ mũi kiếm của tử linh kiếm đột nhiên lại bắn ra thêm 20 tia kiếm khí màu vàng, kiếm khí màu vàng lần này so với lần trước thì sắc bén hơn nhiều. Vì hơn 20 kiếm khí màu vàng kia đều có tam trọng kiếm ý. Khoảng cách gần như thế. Lại đánh từ phía trên, nên Man Sư căn bản là không thể tránh, chỉ có thể hứng trọ lầy 20 kiếm khí kia. Ầm ầm, mấy tia kiếm khí màu vàng kia dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Man Sư, phía trên thân hình khổng lồ của Man Sư xuất hiện 20 lỗ máu, nhưng lúc này Man Sư cũng đã tiến rất gắn về phía Dương Diệp, Man Sư dùng sư trưởng đánh mạnh về phía ngực của cái tên nhân loại vừa mới thi triển xong phân linh kiếm pháp. Dương Diệp cũng không thể né tránh được, dĩ nhiên hắn sẽ không ngồi chờ chết. Tay phải Dương Diệp nắm chặt lại, phía trên nắm tay một ánh sáng màu vàng thoáng hiện ra,
sau đó nó bay thẳng một đường đồi đầu trực diện với sự trưởng có kích thước lớn hơn gấp 10 lần. Oanh! Giữa sân vang lên một tiếng nỏ trầm đục, chỉ vừa mới tiếp xúc với trưởng án của Man Sư thì đồng tử của Dương Diệp đã co lại, sau đó một sức lực cực mạnh đánh ập tới, Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, phải đụng gãy cả mấy cây đại thụ phía sau lưng mới có thể cản hắn lại được. Ngay lúc Man Sư đang định xông đến thì 36 huyền kiếm kia đột nhiên xếp thành một đường thẳng, lìa kết với nhau, hóa thành một đường sáng màu vàng, phóng đi như tia sét. Rào! Man Sư ngửa đầu giống tên một tiếng giận dữ, sau đó lại đưa tay phát đi một sư trưởng, sau đó trưởng ấn ha ngăng bay về phía 36 huyền kiếm kia. Xoẹt! 36 huyền kiếm không hề bị đánh bay, ngược lại còn dễ dàng phá đi sư trưởng của Man Sư. Trong lòng bàn tay của sư trưởng kia xuất hiện một lỗ máu, rồi 36 huyền kiếm vẫn tiếp tục bắn nhanh về phía Man Sư với tốc độ không giảm. Thấy thế thì đồng tử của Man Sư co rút dữ dội, dĩ nhiên, Man Sư không thể ngờ rằng đường kiếm có thêm tam trọng ý kiếm tại trở nên lợi hại đến như vậy. Lúc này Man Sư có muốn tránh cũng tránh không được, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi đó mà chờ chết. Hắn dùng cơ thể để ngăn tại, để cho 36 huyền kiếm kia đâm vào phía ngực trái của mình. Xoẹt! 36 huyền kiếm đâm xuyên thủng ngực trái của Man Sư với tốc độ không hề thay đổi, một lỗ thủng máu lớn xuất hiện trên ngực trái của Man Sư, cực kỳ rõ, nhưng vẫn chưa hết, 36 huyền kiếm kia vừa đâm xuyên qua ngực trái của Man Sư thì lập tức biến hóa kiếm trận, hóa thành những tia sáng vàng bay lên trên đỉnh đầu của Man Sư, tạo thành một vòng tròn, sau đó thẳng tắp lao xuống. Đồng tử Man Sư lập tức co lại, hắn đã lĩnh giáo sức mạnh khủng bố của huyền kiếm này rồi. Đương nhiên sẽ không đi đỡ tiếp 36 đường kiếm kia, nên Man Sư lập tức song trưởng giao nhau, mượn mặt đất để lấy đà lao nhanh về phía Dương Diệp đang khống chế kiếm trận dưới gốc đại thụ. Huyền thú được gọi là mạnh khi nó mạnh cả về phòng ngự tấn công kích, nhưng phòng ngự của hắn lúc này lại không còn tác dụng đối với Dương Diệp nữa vì đường kiếm của Dương Diệp có tam trọng kiếm ý, chỉ thế đã dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn rồi. Vậy nên, đối mặt với một huyền giả nhân loại mà mất đi một ưu thế, thì giờ một ưu thế còn lại hắn phải dùng công kích. Tuy cơ thể của Dương Diệp cũng xem như là cường hãn, nhưng nếu so với Man Sư hắn thì còn kém xa. Nhìn Man Sư đang đánh úp về phía mình, Dương Diệp biến sắc, ngay lúc đó, trong cơ thể tử điêu trên vây Dương Diệp đột nhiên trào ra một cổ uy lực vô hình, bắn về phía Man Sư. Cảm nhận nguồn uy lực vô hình kia, tốc độ Man Sư lập tức bị kiềm hãm, hai mắt Man Sư nhìn về phía tử điêu, trong mắt là sự khiếp sợ không hề giấu. Bởi vì Man Sư hắn phát hiện ra dòng máu của tên tiểu tử trước mắt cũng có thể gây ra áp lực với hắn, khiến tận sâu trong linh hồn hắn có cảm giác run sợ. Tên tiểu tử trước mắt này rốt cuộc là có lai lịch gì đây? Một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Man Sư đem khí thế của một linh giai cường giả của mình phóng ra, chống lại cỗ uy lực kia của tử điêu, đồng thời cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục phóng về phía Dương Diệp đang tựa vào gốc cây đại thụ. Tên tiểu tử kia không thể giết. Có giết chết hắn, hắn cũng không dám làm vậy, không chỉ vì sự tồn tại và kế thừa của Hồ Tông, mà còn là vì lai lịch của tiểu tử này chắc chắn rất đáng sợ. Man Sư hắn không muốn đụng đến thế lực đằng sau của tiểu tử này. Tiểu tử đó không thể, cũng không dám giết, nhưng tên Dương Diệp trước mắt này, dù là dùng cách gì hắn cũng muốn giết. Đại sư trưởng, cùng với âm thanh xé không khí chói tai, thẳng tiến về phía Dương Diệp. Sư trưởng còn chưa đến nơi thì lực gió phát ra từ nó đã trực tiếp đem Dương Diệp đang dựa vào cây đại thụ biến thành hình dạng quỷ dị. Dương Diệp nhìn sư trưởng kia, hai mắt híp lại, đang định vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Nhưng mới vừa lưu chuyển huyền khí, Dương Diệp mới phát hiện ra trong cơ thể không còn một chút huyền khí nào cả. Hiện giờ, khi nhớ lại lúc nãy, khi dùng thuật khống chế ngự kiếm và thi triển kiếm khí hắn đã dùng hết huyền khí trong cơ thể rồi. Hít sâu một hơi. Tâm vừa động, hắn chậm rãi đưa quả huyết sát châu mà hắn vẫn luôn giấu kín trong đan điển kim sắc huyền khí lên. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng huyết sát châu thì một tiếng cười già nua vang lên trong không trung. Không tôi, không tồi. Huyền khí ngũ hành hệ kim, chưa đến 20 đã luyện thành kiếm ý tiểu thành, cuối cùng suốt ngàn năm qua kiếm tông cũng kiếm được một kẻ giống người rồi đấy. Tuy thực lực mới chỉ ở tiên thiên cảnh, nhưng không những giữ chân được với một linh giai cường giả lâu như thế. Còn làm tổn thương được một linh giai cường giả, người đúng là có phong thái của lão đạo năm đó mà. Ha ha ha. Nói xong, một người mặc áo đạo sĩ, một lão nhân tóc bạc quỷ dị bên hông còn có một bình hồ lô rượu xuất hiện trước mặt Dương Diệp.
Lão nhân đầu bạc vừa xuất hiện trước mặt Dương Diệp thì đồng tử của Man Sư co rút kịch liệt, trong mắt lập tức tràn đầy nỗi sợ hãi, vì tên lão nhân này xuất hiện thế nào hắn cũng không rõ, chỉ với điều này thôi hắn cũng đã hiểu thực lực của đối phương chắc chắn là trên cơ mình. Nhưng mà giờ đây, Man Sư hắn như tên lắp vào cung, không bắn không được. Vì thế, ánh mắt Man Sư lộ rõ vẻ tàn nhẫn, tăng thêm vài phần lực vào sư trưởng. Đúng lúc này, đột nhiên hiện ra một đường kiếm quang, đường kiếm này rất nhanh, làm cho đôi mắt linh giai cường giả của Man Sư cũng không thể thấy rõ được. Đột nhiên, đại sư trưởng của hắn đột nhiên bị bao trùm bởi một tầng máu bay ra ngoài, vì đường kiếm quang kia có tốc độ rất nhanh, nên ước chừng phải qua khoảng 3 lần thở, Man Sư mới cảm nhận được đau đớn từ cơ thể. A! À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa rừng cây, cơ thể to lớn của Man Sư giờ đang nằm trên mặt đất, Man Sư nhìn lão nhân đầu bạc, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dương Diệp đứng phía sau lão nhân tóc bạc cũng đang khiếp sợ tột độ, Man Sư là linh giai cường giả đó, mà lão nhân này ngay cả một chiêu phản đòn hoặc chống đỡ cũng không có, vậy chắc lão nhân này ở cảnh giới tôn giả chăng? Hay là cường giả cảnh giới hoàng giả trong truyền thuyết? Lão nhân đầu bạc cũng không thèm để ý đến Man Sư, chỉ xoay người nhìn Dương Diệp, sau khi lão nhân nhìn Dương Diệp đánh giá thì nở trong mắt lộ ý cười, gật đầu nói. Không ngờ sau nhiều năm xuống dốc, kiếm tông rốt cuộc cũng ươm mầm được hạt giống không tồi, kiếm ý tiêu thành, ha ha, ông trời đúng là không muôn diệt kiếm tông nha. Nhiều năm như thế, kiếm tông cũng kiêm ra được một thiên tài. Nghe xong lời nói của lão nhân đầu bạc, Dương Diệp hơi do dự một chút, sau đó hắn nhỏ giọng nói. Tiền bối có phải chính là tiền bối Túy đạo nhân của kiếm tông không? Lão nhân đầu bạc trong nháy mắt tộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu nói. Đúng thế, tiểu tử, sao ngươi biết ta chính là Túy đạo nhân? Dương Diệp nghe vậy thì hít sâu vào một hơi, hắn không ngờ lão nhân trước mắt hắn thật sự tại chính là vị thủ hộ thần trong truyền thuyết của kiếm tông, Túy đạo nhân, ba chữ đó không ai không biết, không ai không hiểu. Chắc chắn vị này cũng đã hơn cường giả cảnh giới hoàng giả rồi. Man Sư đang nằm một bên so với Dương Diệp càng sợ hãi hơn, sau khi nghe Túy đạo nhân thừa nhận thơ Phật, hoảng sợ trong mắt Man Sư càng thêm dày đặc. Đồng thời hắn cũng từ bỏ ý định chạy trối chết, vì siêu cấp cường giả của Nam vực đang ở đây, một linh giai cường giả nhỏ nhoi như hắn, sợ là ngay cả chạy trối chết cũng chưa chắc được. Dương Diệp ngăn sự khiếp sợ đang dâng lên trong lòng, cười khổ nói. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, nhưng chỉ sợ tiền bối chưa biết, ta đã không còn là đệ tử của kiếm tông nữa rồi. Không phải đệ tử kiếm tông. Túy đạo nhân nhướng mày nói. Tiểu tử. Người thật biết đùa, nghe mấy tên trong kiếm tông nói trong tông có người lĩnh hội được kiếm ý, mới nghe xong lão đạo ta đã không từ mấy vạn dặm chạy đến nơi này, chính vì ta sợ tiểu tử ngươi sẽ bị những tên không có hảo ý trong kiếm tông diệt trừ đấy. Giờ lão đạo ta chạy đến đây rồi, thì ngươi lại nói mình không phải đệ tử kiếm tông, ngươi đang đùa giỡn với tao đạo sao? Dương Diệp nghe xong, khóe miệng kéo lên một đường nói. Tiền bối, vãn bối thực sự không còn là đệ tử kiếm tông nữa rồi. Dương Diệp nói xong thì đem mọi sự tình của mọi người trong kiếm tông kể lại. Túy đạo nhân nghe xong lời Dương Diệp thì sắc mặt trầm xuống, sau một lúc lâu, Túy đạo nhân mới lắc đầu nói. Tiểu tử, người sở hữu kiếm tâm thông minh, lại lĩnh hội được kiếm ý, không cần phải nói nhiều nữa, lão đạo ta biết ngươi nhất định là sẽ không xem xét lại. Lấy thân phận của lão đạo ta tự nhiên cũng sẽ không buộc ngươi gia nhập tại kiếm tông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ lão nhân này cũng giống với Tô Thanh Thi, nhất định bắt hắn gia nhập kiếm tông, như vậy sẽ khiến hắn phải khó xử. Hắn thật sự không nghĩ đến việc gia nhập kiếm tông, dù Tô Thanh Thi có hy vọng, hắn cũng sẽ không gia nhập. May mắn thay, lão nhân trước mắt này cũng rất thông tình đạt lý. Túy đạo nhân liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Tuy ngươi hiện tại không còn là đệ tử của kiếm tông, nhưng ngươi vẫn là đại diện kiếm tông tham gia thanh vân bảng đợt này. Vậy nên ngươi cứ yên tâm, trong thập vạn đại sơn này, ngươi đã phải nhận những đãi ngộ không công bằng, lão đạo ta sẽ đòi công đạo thay cho ngươi, bắt đầu từ con linh giai huyện thú này đi. Túy đạo nhân nói xong, xoay người, mọi động tác của lão đều không thể nhìn thấy được, chỉ biết trong nháy mắt, một đường kiếm chợt xuất hiện trong không trung. Sau đó Man Sư linh giai cũng chưa kịp phản ứng gì thì đầu đã bay khỏi cổ. Cũng cùng lúc đó, bóng người của Túy đạo nhân cũng biến mất một cách quỷ dị.
Tiểu tử, cứ thỏa thích mà giết chóc trong thập vạn đại sơn này đi, nếu xử lý được hai tên nguyên đồng của Nguyên Môn và Lý Tiên Quân của Quỷ Tông thì càng tốt. Ngươi cứ yên tâm, sẽ không có một linh giai cường giả nào xuất hiện ở thập vạn đại sơn nữa đâu. Phía trên ngọn núi bên ngoài Thanh Vân Sơn 1000 dặm, hình bóng Túy đạo nhân xuất hiện trong sân, làm sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Túy tiền bối, người dẫn đầu Thanh Vân Tử phục hồi tinh thần, nhìn Túy đạo nhân khiếp sợ hỏi. Lúc này, Tô Thanh Thi và Ngọc Hành cũng đã trở lại, hai người thi lễ với Túy đạo nhân, sau đó cung kính nói. Túy tiền bối, mọi người trong sân nhìn thấy cảnh này thì thầm hút vào một ngụm khí lạnh. Lão nhân đầu bạc này đây chính là siêu cấp cường giả của Nam Vực, Túy đạo nhân. Sắc mặt Khô Cốt đứng bên cạnh cũng có chút khó coi, ân oán của Kiếm Tông và Quỷ Tông là truyền từ nhiều thế hệ, nếu người này mà ra tay với hắn, vậy thì hắn ngoài chờ chết ra còn có thể làm gì? Trốn sao? Đừng đùa, hắn chỉ là một cường giả cảnh giới tôn giả, vậy thì làm sao hắn có thể đào thoát trước một cường giả cảnh giới hoàng giả ngàn năm tuổi Túy đạo nhân được chứ? Tuy chỉ thua kém nhau một cấp, nhưng một cấp này lại chính là sự khác nhau một trời một vực. Chênh lệch đó không phải công pháp huyền kỹ nào cũng có thể bù đắp vào được. Không chỉ Khô Cốt khó coi, sắc mặt Hỗ Tông Nguyên đứng bên cũng không dễ nhìn. Đối mặt với siêu cấp cường giả của Nam Vực, hắn tự biết hắn và mọi người có một suy nghĩ giống nhau. Không một ai nghĩ rằng một siêu cấp cường giả trong truyền thuyết sẽ lộ diện tại một Thanh Vân bảng nho nhỏ như này, nếu như lão nhân này vì chuyện trước đây mà đến đây để gây sự thì... Hồ Tông Nguyên nghĩ xong thì trong lòng thầm run lên. Túy đạo nhân cũng không để ý đến câu hỏi của Thanh Vân Tử, nhìn Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó nhìn Ngọc Hành nói. Giờ ngươi là chấp kiếm trưởng lão của Kiếm Tông. Ngọc Hành vội gật đầu. Ngươi có biết chấp kiếm trưởng lão là phải làm những gì không? Túy đạo nhân đột nhiên tức giận nói. Người khác ở một bên trắng trợn phá hoại quy củ Thanh Vân Bảng, người thân là chấp kiếm trưởng lão mà chỉ làm ngơ không quan tâm. Kiếm Tông từ khi nào đã có những kẻ tỏ rõ thái độ bắt nạt một cách lộ liễu như vậy à? Trán Ngọc Hành thoáng chốc đã đầy mồ hôi chảy xuống, hắn đương nhiên sẽ không dám cãi, chỉ có thể im lặng. Túy đạo nhân lắc đầu nói. Kiếm Tông mấy năm vừa rồi xuống dốc, nhưng dù có thế cũng chẳng sao, chỉ cần người của Kiếm Tông còn cốt khí, có tâm huyết, Kiếm Tông chắc chắn vẫn sẽ còn hy vọng. Nhưng nếu ngay cả những cái đó mà còn không có thì mới là đáng lo ngại. Kiếm Tông thực sự xong thật rồi. Tiền bối, tộc huyền thú chúng tôi không hề sỉ nhục Kiếm Tông các người. Hồ Tông Nguyên đang chuẩn bị nói gì đấy? Đúng lúc này, Túy đạo nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hồ Tông Nguyên quát. Lão đạo ta đang nói chuyện, ai cho phép ngươi nói xen vào hả? Túy đạo nhân nói xong, bóng người đã biến mất một cách quỷ dị. Chát! Một tiếng động vang lên trong không trung. Chỉ thấy Hồ Tông Nguyên trước ánh mắt kinh hãi của mọi người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, còn lúc này thì Túy đạo nhân đã trở về chỗ từ lúc nào. Thực lực của mọi người ở đây ai cũng đã được diện kiến, vậy thì dấu tay ửng đỏ xuất hiện trên mặt của Hồ Tông Nguyên lúc này là do. Dĩ nhiên, điều khiến mọi người sốc hơn nữa chính là thực lực của Túy đạo nhân, cường giả cảnh giới tôn giả, ngay trước mặt lão nhân cả sức tực chống tại cũng không có. Với thực lực đó thì trừ một số ít người của Nam Vực ra thì mấy ai là địch thủ của lão nhân. Giờ đây mọi người đã hiểu được một việc, Kiếm Tông dù là xuống dốc nhưng Kiếm Tông vẫn tồn tại, và Kiếm Tông vẫn là một trong 6 thế lực lớn. Bởi vì Kiếm Tông vẫn còn Túy đạo nhân. Sắc mặt Thanh Vân Tử đứng bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng, trước khi Túy đạo nhân ra tay, hắn cũng biết thực lực của mình so với Túy đạo nhân chênh lệch rất nhiều. Không, hắn và lão nhân đầu bạc này không cùng một cấp độ. Nói đúng ra thì trừ trưởng giáo của Nguyên Môn ra thì không ai có thể là đối thủ của lão nhân này. Nói chính xác hơn thì trong Nam Vực này, chỉ sợ là chưa tới vài người có tư cách tạm đối thủ của lão nhân này. Giờ đây, ai cũng nghĩ như vậy. Sau khi tát Hỗ Tông Nguyên một cái, Túy đạo nhân lại nhìn về phía Ngọc Hành nói. Ta đã gặp tiêu tử kia rồi, để mát hắn là một tổn thất của Kiếm Tông, ngươi, với cái đám vô dụng đó của Kiếm Tông đều có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng giờ đây, ta đã không còn là người của Kiếm Tông nữa rồi, ta cũng không muốn quản việc này làm gì. Trở về nói với lão già Tô Mạc, nếu không muốn Kiếm Tông bị hủy trong tay hắn, thì bảo hắn kiếm một kẻ giống người ra mà quản lý Kiếm Tông đi, rồi hãng đi mà bề quan. Túy đạo nhân nói xong đột nhiên nhìn về phía Tô Thanh Thi nói. Chính là nha đầu này, không sai, chính là nàng. Túy đạo nhân nói xong cũng không để ý tới Ngọc Hành.
hắn chỉ xoay người liếc mắt nhìn mọi người ở đây, rồi nói. Quy củ của Thanh Vân Bảng như thế nào cứ để nó như thế đấy, lão đạo đây còn không dám phá, vậy nên mong các ngươi cũng đừng có phá hư nói. Dứt câu, trong sân xuất hiện một đường kiếm, chỉ thấy trên cánh tay của Hỗ Tông Nguyên vừa lom khom đứng dậy phía đứng xa xuất hiện một đường máu, trong nháy mắt máu văng ra ngoài. Sở dĩ ta lưu lại cái mạng chó này của ngươi là vì muốn cho những người ở đây biết, kiếm tông tuy đã xuống dốc, nhưng không phải ai cũng có thể khi dễ sỉ nhục được. Nhìn sắc mặt Hỗ Tông Nguyên đã trắng bệch, Túy đạo nhân lạnh lùng nói một câu, sau đó cơ thể lóe lên một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngọc Hành nhìn Túy đạo nhân biến mất trước mắt, trong lòng thầm cười khổ. Hắn thật không dám nghĩ tới mình trải qua trăm năm, lần đầu tiên được gặp Túy sư bá tại ở trong tình cảnh này. Nghĩ lại lời nói lúc nãy của Túy sư bá, Ngọc Hành thầm thở dài, hắn thầm nghĩ. Mình yếu đuối đến mức đó sao? Với tình cảnh của kiếm tông hiện giờ, thật sự là không nên gây thù. Ngọc Hành lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm về mấy vấn đề này nữa, vì từ giờ trở đi, trước khi tông chủ xuất quan, kiếm tông sẽ do Tô Thanh Thi cai quản. Tuy Túy đạo nhân không phải là người của kiếm tông, nhưng những lời mà lão đạo đó nói ở kiếm tông chẳng khác gì lời vàng ý ngọc. Dù là ai cũng sẽ không dám vi phạm, kể cả tông chủ cũng thế. Nếu lão đã muốn Tô Thanh Thi làm chấp kiếm trưởng lão, vậy thì những kẻ kia dù có bảo thủ đến mức nào cũng sẽ không dám có ý kiến. Lúc này đây, Tô Thanh Thi chỉ nhìn về phía Thanh Vân Sơn, im lặng không nói gì. Trong rừng cây, sau khi Túy đạo nhân rời đi, Dương Diệp bỗng dưng cảm thấy hưng phấn hẳn lên, vì sao nhỉ? Vì trước mắt hắn bây giờ chính là thi thể của một huyền thú linh cấp. Là thi thể của huyền thú linh cấp đấy, cả người đều là bảo bối cả đấy. Đương nhiên, Dương Diệp hắn chỉ nhìn chúng hai thứ, thứ nhất là nội đan của con huyền thú linh cấp này, nội đan đó phải to bằng nắm tay, Dương Diệp còn chưa kịp nhìn thì đã bị tên tiểu tử kia trực tiếp ôm luôn vào ngực. Dương Diệp nhìn Tử Điêu, Dương Diệp trợn tròn mắt, hóa ra tiểu tử này còn nóng ruột hơn so với hắn, nội đan của huyền thú có thể giúp con tiểu tử kia gia tăng thực lực, nội đan này lại là của một con huyền thú linh cấp. Hắn đương nhiên là chuẩn bị cho tiểu tử kia rồi. Ngoài nội đan của huyền thú ra, Dương Diệp còn để ý một thứ, đó chính là da của con huyền thú này. Đây là da của một huyền thú linh cấp tận đấy, nếu dùng nó làm giáp, thì ít nhất đẳng cấp cũng phải đến địa cấp. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị rút gân lột da man sư thì một đám người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Dương Diệp, nhìn trang phục của đám người đó thì hẳn là đệ tử thế gia và tán tu, có khoảng 15 người. Mà 15 người này đang đi về phía Dương Diệp, hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó, Dương Diệp cũng trực tiếp xem nhẹ đám người kia, sau đó lấy ra Tử Linh kiếm, bắt đầu rút gân lột da man sư. Tử Điêu trên vai Dương Diệp cũng trừng mắt nhìn, sau đó cũng không thèm để ý đến mấy người đó, tiếp tục vung móng vuốt nhỏ thưởng thức viên nội đan kia. Rất nhanh sau đó, 15 người kia chỉ còn cách Dương Diệp khoảng 10 trượng, đến khi còn cách cỡ mái trượng, 15 người kia mới dừng lại. Ánh mắt của cả 15 người đều nhìn vào thi thể man sư đang nằm trên mặt đất, sau khi nhìn thấy thi thể của man sư thì trong mắt ai nấy cũng nổi lên lòng tham, mà khi nhìn viên nội đan trong tay của tên tiểu tử kia thì trong lòng không còn là lòng tham nữa, mà là lửa chiếm đoạt. Dương huynh đệ. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, Dương Diệp nghe xong thì tập tức dừng tại hành động rút gân lột da của mình, nhìn về phía đám người kia. Dương Diệp sau khi nhìn mấy người đứng phía sau đám người kia thì trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, vì hắn biết ba người đứng sau đám người kia, ba người kia không phải ai khác, họ chính là những người mà Dương Diệp trước đây từng gặp mặt, Hoàng Thanh, Thanh Hải và Hải Tuyết. Ba người họ chậm rãi tiến lên phía trước, người đứng đầu là Hoàng Thanh, cười nói. Lúc nãy ta đã cảm thấy ngươi có chút quen, không ngờ tại chính ta Dương huynh đệ, thật là trùng hợp. Dương Diệp nghe thế thì vẻ kinh ngạc trong mắt càng rõ thêm vài phần, sau đó hắn hỏi. Chẳng phải các ngươi đã đến Lạc Vân Cốc tập hợp rồi sao? Lúc này, Dương Diệp phát hiện ra, những người ở đây hình như vẫn không nhận ra hắn. Hoàng Thanh lắc đầu nói. Chúng ta vẫn chưa đi. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một người. Hoàng Thanh nói xong lại quay người về phía một gã thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh nói. Dương huynh đệ. Đây là Nam Cung huynh đệ Nam Cung Ngôn, Nam Cung huynh đệ đây chính là thế tử của một trong tứ đại gia tộc của đế đô, Nam Cung Thế Gia. Nam Cung huynh đệ đây cũng, giống Dương Diệp huynh đệ vậy, đều là những siêu cấp yêu nghiệt, tuổi còn trẻ nhưng đã là tiên thiên cửu phẩm rồi. Sau khi chia nhau ra,
ba người chúng ta gặp hắn, rồi cùng hắn tổ đội, cùng nhau liệp sát các huyền thú cấp vương trong thập vạn đại sơn, nên chúng ta không đi Lạc Vân Cốc. Dương Diệp nghe xong lời Hoàng Thanh thì gật đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên tuần tú tên Nam Cung Ngôn kia, khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Người thanh niên tên Nam Cung Ngôn kia liếc mắt nhìn vào thứ trong móng vuốt của tử điêu trên vai Dương Diệp, sau đó mới nhìn Dương Diệp nói. Có phải Dương huynh đệ là đệ tử của kiếm tông không? Hiển nhiên, Nam Cung Ngôn hắn nhìn thấy tử linh kiếm trong tay Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu nói. Không phải, à đúng rồi, ta khuyên các vị một câu, hiện tại huyền thú của thập vạn đại sơn đang tập hợp lại với nhau, các vị đừng săn giết huyền thú ở xung quanh nơi này nữa. Mau quay về đế quốc Đại Tần đi. Tất cả huyền thú đang tập hợp tại với nhau sao? Hoàng Thanh nói chen vào. Khó trách đội của ta tìm cả nửa ngày mà ngay cả một con huyền thú cấp vương cũng không tìm được. Dương Diệp không hề có ác cảm với ba người này, nên hắn phập tức nói. Các ngươi quay về đế quốc Đại Tần đi, chắc các ngươi cũng đã thu thập đủ số lượng mong muốn rồi, không cần phải mạo hiểm ở thập vạn đại sơn này làm gì nữa. Hoàng Thanh đang chuẩn bị nói gì đó, chợt thanh niên đầu chọc đứng cạnh Nam Cung Ngôn đột nhiên đi đến trước mặt Dương Diệp, hắn nhìn nội đan trong vuốt nhỏ của tử điêu và thi thể của man sư trên mặt đất, rồi cười và nói. Dương huynh đệ, trong tay con thú cưng này của ngươi cầm viên nội đan lớn thế này, linh khí toát ra từ nội đan cũng rất nồng đậm, đây có phải là nội đan của một huyền thù linh cấp không? Không đợi Dương Diệp trả lời, Nam Cung Ngôn đột nhiên cười nói. Dương huynh đệ. Tháng sau chính là ngày sinh thần của phụ thân ta, ta vẫn chưa biết nên tặng cho phụ thơ môn quà gì để tỏ lòng hiếu nghĩa. Hiện tại, khi ta nhìn thấy nội đan của huyền thú kia thì ta nghĩ nó rất xứng để ta tùng làm quà thọ cho phụ thân, không biết Dương huynh đệ có thể nhường nó lại cho ta không? Đổi lại, ta sẽ dùng huyền kỹ huyền cấp hạ phẩm để đổi lấy. Dương Diệp nghe xong cảm thấy thật nực cười, huyền kỹ huyền cấp hạ phẩm đổi lấy nội đan của huyền thú linh cấp, người nói ra được câu này chắc ra mặt cũng phải dày lắm nhỉ. Huyền kỹ huyền cấp hạ phẩm tuy cũng được xem là quý hiếm, nhưng ở Nam vực này, chỉ cần mấy chục vạn kim tệ vẫn có thể mua được. Còn nội đăng của huyền thú linh cấp dù có mấy trăm vạn kim tệ cũng chưa chắc đã mua được. Không ngờ người này dám lấy mấy chục vạn đổi lấy mấy trăm vạn. Chẳng lẽ hắn tưởng Dương Diệp là kẻ ngu ngốc sao? Dương Diệp nể mặt ba người Hoàng Thanh nên không nói lời nào khó nghe, chỉ lắc đầu nói. Thật ngại quá, ta đang cần dùng viên nội đan này. Tử điêu trên vai Dương Diệp đang chuẩn bị nổi giận, sau khi nghe được lời Dương Diệp nói, nó đưa vuốt nhỏ xoa lỗ tai Dương Diệp. Dĩ nhiên, tử điêu rất vừa lòng với lời từ chối của Dương Diệp vừa rồi. Nói đúng hơn, viên nội đan này giờ là của nó. Nam Cung Ngôn nghe thấy Dương Diệp từ chối thì híp mắt lại nhìn, sâu trong đôi mắt hắn hiện lên hàn ý. Người thanh niên đầu chọc đứng bên cạnh cảm nhận được cảm xúc của Nam Cung Ngôn thì lập tức hiểu ý, cười lạnh nói. Dương huynh đệ. Chuyện này có phần không ổn đâu, với thực lực của ngươi thì nhất định không thể chém được đâu của con huyền thú linh cấp này. Hắn là do một cường giả khác đã chém đầu của nó, sau đó để lại nơi này. Mọi người đều nói, ai gặp người đó có phần, Dương huynh đệ muốn độc chiếm nó một mình thì không tốt đâu. Huynh đệ chúng ta không thể chấp nhận như vậy được. Đúng thế, rất đúng, người nào gặp người đó có phần, thi thể của một huyền thú linh cấp đều là bảo vật. Vậy dựa vào cái gì mà ngươi muốn độc chiếm hả? Dựa vào cái gì hả? Hoàng Thanh, vị huynh đệ này của ngươi thật đúng là thiếu suy nghĩ, sao ngươi lại quen biết với một kẻ chỉ biết tới lợi ích cá nhân như vậy chứ? Hừ, nếu không phải nể mặt hắn quen biết với Hoàng Thanh thì chúng ta đã ra tay từ lâu, trực tiếp lấy luôn nội đần của huyền thú linh cấp này rồi. Hắn có năng lực gì mà phản kháng chứ? Ba người bọn Hoàng Thanh nghe mọi người nói xong lại cảm thấy khó xử. Ai nhìn thấy nội đan và thi thể của ao huyền thú linh cấp mà chẳng muốn có, nhưng trước kia Dương Diệp đã từng cứu bọn họ, nên dù họ có mua cũng đành thôi. Nhưng những người huynh đệ đi cùng bọn họ lại không chỉ thèm muốn. Nam Cung Ngôn đứng ở phía trước, hắn chỉ cười rồi nói. Dương huynh đệ, điều kiện ta đưa ra lúc đầu vẫn còn hiệu lực đấy, chỉ cần ngươi tình nguyện từ bỏ thứ kia, về sau ở trong thập vạn đại sơn này chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có tài cùng phát. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp cười khẽ, hắn nhìn ba người Hoàng Thanh nói. Ta cho các người một cơ hội đấy, đi đi. Nam Cung Ngôn đứng bên cạnh nhướng mày. Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nghĩ ba người họ lại không đứng ở bên phía mình à?
Ba người Hoàng Thanh nghe Dương Diệp nói xong lại hơi sửng sốt, nhưng nữ tử tên Hải Tuyết bình tĩnh xem xét lại mọi việc, nàng nhìn Dương Diệp rồi xoay người bỏ đi không chút do dự. Hoàng Thanh và Thanh Hải thấy Hải Tuyết rời đi thì nhìn nhau, sau đó lại nhìn Dương Diệp, và đuổi theo Hải Tuyết. Chỉ đi chung với Hải Tuyết trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Hoàng Thanh hắn rất bội phục trí tuệ của Hải Tuyết, vì mỗi lần rơi vào tình cảnh nguy hiểm, bọn họ đều nhờ có trí tuệ của Hải Tuyết mới có thể giữ được tính mạng. Nên khi thấy Hải Tuyết bỏ đi không chút do dự thì hắn biết, chuyện lần này không còn là chuyện nhỏ nữa, nên hắn cũng rời đi mà không do dự. Nhưng người thanh niên tên Thanh Hải kia lại không rời đi, vì hắn để mắt tới thi thể huyền thú linh cấp kia. Thơ thể của huyền thú linh cấp to như thế, dù có chia cho mười mấy người, thì hắn chắc chắn cũng sẽ được nhận lấy một phần. Mà khi bán đi một phần kia, giá của nó chắc chắn cũng không ít. Nên hắn chọn ở lại. Dương huynh đệ, tất cả mọi người ở đây đều là huynh đệ với nhau cả. Thanh Hải dường như muốn trở thành người hòa giải. Nhưng Dương Diệp chỉ hất tay áo, ngắt lời của Thanh Hải. Ta biết, trên đời này có rất ít người có thể kìm chế được ham muốn của bản thân, ngươi đã không thể kìm chế được, vậy thì ngươi chỉ có thể trả cái giá đắt thôi. Dương Diệp nói xong lại vung tay phải lên, đại quân huyền thú lập tức xuất hiện. Cùng lúc đó, Dương Diệp lao thẳng đến trước mặt của Nam Cung Ngôn, rút kiếm chém xuống. Dương Diệp hắn không phải là kẻ thích giết người, nhưng hắn tuyệt đối không phải là kẻ nhân từ. Người không động vào ta, ta sẽ không động tới người, nhưng người đã động vào ta thì ta nhất định phải động tới người. Những kẻ này muốn cướp thi thể và nội đan của hắn, nếu đã vậy, hắn sẽ không ngốc đến mức đi nói đạo lý như nghĩa với họ làm gì. Đại quân huyền thú vốn không có thiện cảm với nhân loại, không cần Dương Diệp ra lệnh, chúng đều đồng loạt lao về phía mười mấy người đang đứng đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy tên đứng phía sau Nam Cung Ngôn chợt kinh hãi, không ngờ chuyện này vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ dù là ai đi chẳng nữa, khi nhìn thấy cảnh này đều sẽ không giấu được nỗi khiếp sợ. Một nhân loại có thể gọi ra được một đội quân huyền thú, chuyện này là bình thường sao? Nam Cung Ngôn thậm chí không có thời gian để khiếp sợ, vì một đường kiếm của Dương Diệp đã nhanh như chớp chém về phía đầu hắn. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong đường kiếm kia, Nam Cung Ngôn lập tức nghiêm mặt. Hắn biết mình đã đánh giá quá thấp người tên Dương Diệp này rồi. Nam Cung Ngôn không còn thời gian để suy nghĩ lung tung, hắn đập mạnh chân phải xuống đất và lùi nhanh về phía sau, tránh được đường kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp có hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ người trước mặt lại có thể tránh được một kiếm toàn lực của hắn. Tuy đường kiếm này không có kiếm ý, nhưng dưới một kiếm hắn dùng toàn lực như vậy, người bình thường chưa chắc đã tránh được. Dương huynh đệ, xin ngươi nể chút tình nghĩa trước kia mà tha cho ta. Đúng lúc này, giọng nói của Thanh Hải từ phía xa truyền đến, nhưng dưới sự tấn công kịch liệt của đội quân huyền thú, hắn thậm chí không nói được một câu hoàn chỉnh. Dương Diệp cũng không để ý đến Thanh Hải, hắn đã cho đối phương một cơ hội rồi, nhưng đối phương vì ham muốn của bản thân đã bỏ qua cơ hội đó, vậy không thể trách ai được. Vì khi hắn đã cho đội quân huyền thú rơi trận, tuyệt đối không có ai có thể sống sót rời đi được. Huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, trong nháy mắt tập trung vào giày Tật Phong, Dương Diệp đạp mạnh chân phải, mượn mặt đất làm đà, như một quả đại bác lao về phía Nam Cung Ngôn. Đám người kia nói Nam Cung Ngôn ta kẻ mạnh nhất ở đây, vậy chỉ cần giải quyết được Nam Cung Ngôn thì những kẻ khác cũng không còn đáng lo nữa. Nam Cung Ngôn thấy Dương Diệp vào tới, hắn nheo mắt lại. Nếu là bình thường thì hắn sẽ không ngại đấu một trận ra trò với Dương Diệp, nhưng hiện tại, quanh đây đều là huyền thú cấp phương. Mà mấy con huyền thú cấp phương tại đang bao vây tấn công chỗ này. Chỉ lát nữa thôi, những kẻ đi cùng hắn đều sẽ bị giết chết, chờ đến lúc mấy con huyền thú cấp phương này giải quyết xong những kẻ đi cùng hắn sẽ quay sang đối phó với hắn, vậy hắn chết chắc. Nam Cung Ngôn nghĩ đến đây lại có ý định rút lui. Sau khi nghe một tiếng hét vang lên thảm thiết, hắn không cảm thấy do dự gì nữa, huyền khí trong cơ thể bắt đầu chuyển động, chân phải đạp mạnh xuống đất và phóng đi. Dương Diệp thấy Nam Cung Ngôn muốn bỏ trốn thì hừ lạnh một tiếng, sau đó khẽ quát. Tật Phong Bộ. Dương Diệp nói xong thì tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn, trực tiếp hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Nam Cung Ngôn, sau đó hắn lại rút kiếm ra chém. Nam Cung Ngôn thấy Dương Diệp đuổi theo đến cùng thì trong mắt hiện lên sát ý. Hắn lập tức dừng lại, cỗ tay thoáng động, một thanh kiếm dài đã xuất hiện trong tay hắn. Sau đó hắn bổ mạnh kiếm về phía Dương Diệp đang lao về phía mình. Ấn Hổ Trảm.
Nam Cung Ngôn vừa hét một tiếng, một nguồn năng lượng kiếm khí hình bán nguyệt ngay lập tức bắn ra từ mũi kiếm trong tay Nam Cung Ngôn, kiếm khí mang theo tiếng xẹt sắc bén vang dội, phóng về phía Dương Diệp với tốc độ cực nhanh, điều kỳ dị nhất chính là đường kiếm khí này ẩn hình, đúng hơn là sau khi rời khỏi mũi kiếm thì kiếm khí này cứ thế biến mất trong không trung. Nguyệt Hồ Trảm, huyền kỹ đại cấp hạ phẩm, kiếm khí che giấu bản thân, tập kích bất ngờ, cực kỳ quỷ dị. Tên Nam Cung Ngôn này sở hữu một quyền huyền kỹ tầm trung cực mạnh, rơi vào hoàn cảnh này, Nam Cung Ngôn. Hắn căn bản là không còn muốn giấu giếm cái gì nữa, nên hắn xuất ra huyền kỹ cực mạnh của mình, nếu có thể giết luôn cái tên Dương Diệp trước mắt này thì càng tốt. Còn ngược lại, nếu không thể giết Dương Diệp, thì cũng không sao, chỉ cần đẩy lùi được Dương Diệp để hắn trốn thoát là được. Dương Diệp nhìn thấy đường kiếm khí quỷ dị kia biến mất, hắn ngắn người ra. Hắn không nghĩ đường kiếm khí kia có thể trở nên vô hình như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt Dương Diệp lộ ra một nụ cười thản nhiên, bởi vì hắn có kiếm tâm thông minh, mà kiếm tông thông minh lại là khắc tinh của mọi huyền kỹ. Ví dụ như đường kiếm khí vô hình này, nhìn thì rất quỷ dị, nhưng ở trước mắt hắn vẫn sẽ lộ ra sơ hở thôi. Dĩ nhiên, cũng không hẳn vì hắn có kiếm tông thông minh, mà còn là vì Nam Cung Ngôn vẫn chưa luyện thành huyền kỹ này thôi. Cổ tay Dương Diệp thoáng động, Tử Linh kiếm vung mạnh lên trên. Xoẹt! Một tiếng va chạm sắc bén vang phên, kiếm khí hình bán nguyện ngay tập tức hiện hình trong không trung, sau đó đường kiếm bị phá ngay trước ánh mắt kinh hãi của Nam Cung Ngôn, một phuồng khí xuất hiện, đẩy mạnh Nam Cung Ngôn về phía sau. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt Nam Cung Ngôn, Nam Cung Ngôn kinh hoàng, thất thanh nói. Ta là con trai của Nam Cung Thế Gia, ông nội ta tà trưởng lão của Nguyên Môn, cha ta là... Dương Diệp không nhân từ đến độ đợi hắc nói hết câu, Tử Linh kiếm xuất hiện, hóa thành một tia sáng tím đâm xuyên qua ngực của Nam Cung Ngôn, hai mắt Nam Cung Ngôn trợn lên, trong mắt là hận thù và hồi hận. Một chiêu giải quyết xong Nam Cung Ngôn, Dương Diệp thu chiêu, Tử Linh kiếm và nạp giới trong tay Nam Cung Ngôn trở về trong tay hắn, Dương Diệp cũng không xem thử trong nạp giới có gì, vì xung quanh vẫn còn một số tên cứng đầu chống trả. Cơ thể vừa động. Dương Diệp phóng về phía những tên cứng đầu đó và cho mỗi tên một nhát. Sau khi Dương Diệp tham gia cuộc chiến không lâu, mười mấy người đã bị giải quyết xong, tất cả đều chết, không, vẫn còn một tên. Tên này chính là Thanh Hải vừa nãy còn cầu xin Dương Diệp tha thứ. Dương huynh đệ, là do ta quá tham lam, là do ta không đúng, mong Dương huynh đệ hãy nẻ tình xưa mà tha khô. Thanh Hải vẫn muốn dựa vào tình xưa mà cầu xin. Nhưng hắn chưa kịp nói xong câu thì Dương Diệp biến mất và xuất hiện trước mặt Thanh Hải, sau đó. Một cái đầu bị bay ra ngoài. Nhìn thi thể Thanh Hải từ từ ngã xuống, Dương Diệp chỉ lắc đầu nói. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Dương Diệp nhìn thi thể đầy đấy, chỉ khẽ lắc đầu, thở dài nói. Bản chất ta vốn lương thiện, nhưng sao người đời cứ ép ta phải trở nên điên loạn thế này? Nói thật. Ngay từ đầu Dương Diệp không hề muốn ra tay với những người này, vì những người này không hề đi vào Lạc Vân Cốc. Nói cách khác, nếu lúc đó những người này không ra tay với Dương Diệp, khi biết những người này không đi Lạc Vân Cốc thì hắn sẽ không ra tay với bọn họ. Không ngờ hắn không muốn ra tay với bọn họ lại muốn ra tay với hắn. Dương Diệp lắc đầu, hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa, hắn bắt đầu đi thu thập chiến lợi phẩm. Sau khi thu lại hơn 12 nạp giới, Dương Diệp bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Thu hoạch lần này của Dương Diệp khá phong phú, trong đó có khoảng 7.000 viên đá năng lượng, số lượng nội đan của huyền thú vương cấp làm cho Dương Diệp cũng hơi kinh ngạc, bởi vì nội đan của huyền thú vương cấp có tới 236 viên, nói cách khác, một nửa trong số những tán tu nằm trên đất này đã có tư cách tham gia vòng thi đấu thứ hai của Thanh Vân Bảng. Nếu như những người này không tham lam thì nhất định sẽ có một tiền đồ sáng lạn khi trở về Nam Vực. Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể quay về, những gì bọn họ cố gắng đoạt được trong 10 ngã ơn nay, tất cả đều làm lợi cho hắn. Đương nhiên, Dương Diệp không hề có chút cảm giác tội lỗi nào, đùa à, nếu như không phải ở trong Thập Vạn Đại Sơn, nếu như hắn không có những đại quân huyền thú kia, nói không chừng chính Dương Diệp hắn mới là kẻ không thể trở về. Ngoại trừ nội đan của huyền thú vương cấp, còn có một vật làm cho Dương Diệp vừa mừng vừa sợ. Chính là một quyền huyền kỹ trong nạp giới của Nam Cung Ngôn. Bản huyền kỹ này đúng là huyền kỹ địa cấp hạ phẩm mà lúc trước Nam Cung Ngôn đã thi triển Ân Hồ Trảm. Dương Diệp làm sao có thể không thích huyền kỹ địa cấp hạ phẩm, đây? Phải biết rằng,
bây giờ hắn có rất ít thuyền kỹ, phân linh kiếm pháp và kiếm khí chỉ đều là kiếm kỹ đã không đủ để hắn đối phó những yêu nghiệt kia. Mà có lực sát thương, cũng chỉ nhờ hắn đánh sau khống chế kẻ địch trước và ngự kiếm thuật, hắn còn chưa bao giờ thi triển qua phá long quyền. Từ khi tham gia Thanh Vân Bảng tới nay, Dương Diệp mới phát hiện, muốn đối phó những đệ tử thiên tài của các thế lực hàng đầu ở Nam Vực kia thì tuyệt đối không thể không có huyền kỹ địa cấp. Trước đây hắn chưa bao giờ thất bại trong việc đánh sau khống chế người trước, nhưng từ khi tham gia Thanh Vân Bảng tới nay, hắn gieo đấu với những đệ tử thiên tài của các thế lực hàng đầu kia lại hầu như chưa từng thành công. Mà những thiên tài yêu nghiệt đó gần như đều sở hữu huyền kỹ từ địa cấp trở lên, huyền bảo cũng gần như đều là địa cấp, giống như huyền bảo phòng ngự địa cấp của Văn Nhân Nguyệt vậy. Nếu như hắn không triển khai toàn bộ thực lực thì chỉ sợ rằng người ta có đứng yên có hắn giết, hắn cũng không thể đả thương người ta được. Vì lẽ đó, Thanh Vân Bảng hầu như đều là vũ đài của những đệ tử thiên tài thuộc 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần, ngoại trừ thiên phú của họ thực sự rất tốt ra, cũng bởi vì họ có công pháp và huyền kỹ. Nói đơn giản một chút, thực lực của một tên tán tu so với một tên đệ tử tông môn không chênh lệch là mấy, nhưng trang bị của hai bên lại khác nhau một trời một vực. Người nói xem ai thắng ai bại. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó bay vút về hướng nam. Vốn dĩ hắn định đi xung quanh đánh cướp, nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý. Từ đây đến ngày kết thúc thí tuyển trong dãy núi Thanh Vân chỉ còn lại nửa tháng. Trong nửa tháng này, hà muốn học được cuốn huyền kỹ thân pháp địa cấp kia và bản huyền kỹ địa cấp hạ phẩm ân hồ trảm này. Hà đã gặp sơ qua hầu hết những tên yêu nghiệt trên Thanh Vân bảng, đồng thời cũng từng giao đấu. Thành thật mè nhói, dù cho hắn có kiếm tâm thông minh cộng thêm kiếm ý tầng 3, hắn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng được những yêu nghiệt đó. Đặc biệt tà tên Nguyên Đồng này, đối phương chỉ để lộ ra một phần nhỏ cũng đã cường hãn như vậy, nếu như hắn chạm mặt đối phương trong vòng thi thứ 2, nếu chỉ bằng vào kiếm ý mà muốn chiến thắng đối phương, hiển nhiên là không thể. Vì lẽ đó, hắn quyết định lợi dụng nửa tháng này để học hai môn huyền kỹ địa cấp kia. Rất nhanh, Dương Diệp tìm thấy được một nơi tu luyện rất thích hợp. Đây là một phần của rừng trúc, phía sau hướng nam của rừng trúc là một ngọn núi cao chót vót, dưới chân núi có một hồ nước, dòng nước chảy từ trên núi xuống hồ, làm cho bọt nước tung trắng xóa. Đứng bên cạnh hồ nước, Dương Diệp đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, lúc này, Tử Điêu đứng trên bả vai đột nhiên vọt tên trước mặt hắn, móng vuốt nho nhỏ cầm viên nội đan của một huyền thú linh cấp vừa lắc lắc. Vừa chỉ vào chính mình, vừa chỉ vào vòng xoáy trong đan điền của Dương Diệp. Ngươi muốn lập tức hấp thu năng lượng trong này. Dương Diệp hỏi. Tử Điêu vội vàng gật đầu. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Đừng làm việc gì nguy hiểm, cũng đừng nóng lòng, từ từ thôi, hiểu không? Tử Điêu chớp chớp mắt nhìn Dương Diệp, nó vọt đến trước mặt hắn, dụi nhẹ cái đầu vào trán hắn rồi hóa thành một tia sáng tím đi vào vòng xoáy trong đan điền. Sau khi tiến nhập thành công, Tử Điêu rơi xuống cái ao trong kim sắc huyền khí dưới ánh mắt hâm mộ của những con thú xung quanh, sau đó, xung quanh nó đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu tím, hút lấy viên nội đần to bằng nắm tay của con huyền thú linh cấp kia, từng luồng năng lượng trong đó cùng với năng tượng trong cầm sắc huyền khí điên cuồng hướng về phía Tử Điêu. Rất nhanh, Tử Điêu dường như đã trở thành một vòng xoáy, hút lấy năng lượng trong nội đan và trong huyền khí màu vàng. Thấy cảnh này, những con thú càng hâm mộ hơn. Dương Diệp mở hai mắt ra, lắc đầu cười, xem ra là hắn lo lắng hơi thừa rồi. Tuy rằng tiểu gia hỏa này rất hay làm những chuyện không có căn cứ, nhưng mà liên quan đến chuyện nâng cao thực lực, hẳn là nó sẽ không có ý định làm bừa. Đương nhiên, nếu như là hắn, vậy thì chưa chắc. Dương Diệp thu hồi tâm tư và vung tay phải lên, bốn con liệp ảnh báo xuất hiện trước mặt hắn, nhìn những cần báo săn này, Dương Diệp trầm giọng nói. Bảo vệ bốn phía, không được để cho bất cứ người nào hay huyền thú nào bước vào. Biết rõ kẻ trước mắt có địa vị quan trọng trong lòng Tử Điêu, bốn con báo săn vương cấp không dám đắc tội Dương Diệp, chúng nhìn nhau rồi chia ra chạy về bốn phía. Thấy chúng rời đi, Dương Diệp mới chậm rãi đi tới bên bờ hồ, sau đó ngồi xếp bằng, lấy địa cấp thân pháp huyền kỹ ấn phân thân ra. Cái hắn thiêu nhật hiện tại chính là địa cấp thân pháp huyền kỹ. Tật phong bộ của anh nếu không có tật phong hoa duy trì thì sẽ chẳng có chút giá trị nào trước mặt những yêu nghiệt kia. Vì lẽ đó, thứ hắn chọn đầu tiên chính là bộ thân pháp huyền kỹ địa cấp ấn phân thân này. Thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt một cái đã qua 10 ngày. Trong rừng trúc, hai mắt Dương Diệp khép hờ, một khắc sau, hai mắt hắn đột nhiên mở to, chân phải khẽ động,
thân thể hắn nhát thời hóa thành một đạo tàn ảnh lướt nhanh về phía một cây gậy trúc cách đây hơn 600 trượng. Bởi tốc độ của hắn quá nhanh nên bản thể của hắn đi qua chỗ nào, những cây trúc ở chỗ đó liền giống như bị một trận cuồng phong quét qua mà không ngừng đung đưa. Khi chỉ còn cách gậy trúc khoảng tầm một trượng, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, quát lên. Phân! Dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên run lên, sau đó một cái ảo ảnh giống Dương Diệp y như đúc xuất hiện ở phía bên trái của hắn, bàn tay của hắn hơi lay động, hút Tử Linh kiếm ra, nhanh như cắt bổ tới cây gậy trúc, mà phân thân của Dương Diệp cũng rút Tử Linh kiếm ra rồi bổ tới, nhanh như điện. Bành! Theo đó, một luồng kiếm quang xuất hiện trong sân, cây gậy trúc trước mặt Dương Diệp bị chém thành hai nửa, đồng thời vết kiếm cũng hẳn sâu trên mặt đất. Mà đúng lúc này, đột nhiên đạo phân thân phía bên trái của Dương Diệp dần trở nên mờ ảo, trở nên trong suốt, không tới hai hơi thở đã tiêu tán trong không trung. Nhìn đạo phân thân biến mất trong không trung kia, Dương Diệp cười khổ lắc đầu, cho dù là động tác hay là dáng vẻ của cái phân thân này đều không khác mấy so với hắn, khác biệt duy nhất có lẽ chính là khí chất của hắn, bản thân hắn vì lĩnh ngộ kiếm khí mà khí thế trở nên rất ác liệt, nhưng phân thân lại không hề có. Nói đơn giản một chút thì cái phân thân này có hình nhưng lại không có thần. Nếu như gặp phải người có thực lực mạnh mẽ, chắc chắn phân thân của hắn sẽ bị đối phương nhìn thấu ngay lập tức. Nhưng mà hiện tại Dương Diệp cũng không có cách nào cải thiện được, kẻ tên Nguyên Giả kia làm đệ tử thiên tài của Nguyên Môn, ắt đã sớm thu được bộ huyền kỹ ẩn phân thân này, nhưng lại mới chỉ tu luyện đến tầng thứ tư, tạo ra bốn đạo phân thân, mà hắn tại chỉ dùng thời gian 10 ngày để tạo ra một đạo phân thân. Trung quy vẫn dựa cả vào kim sắc huyền khí trong người hắn. Bởi vì yêu cầu của phân thân này về độ ngưng luyện huyền khí phải cực cao, nếu như không thể ngưng luyện huyền khí mà muốn tu luyện ra phân thân, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà độ ngưng luyện huyền khí chùa kim sắc huyền khí trong người hắn vừa đủ phù hợp với bộ huyền kỹ này, vì lẽ đó hắn mới có thể tu luyện ra một đạo phân thân chỉ trong 10 ngày, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Dương Diệp hắn tu luyện muộn hơn người khác mấy năm, nhưng tại chỉ cần 10 ngày để đạt đến một trình độ nhất định. Bộ huyền kỹ địa cấp hạ phẩm ấn hồ trảm kia cũng vậy, hắn mới chỉ tu luyện ở mức độ nhập môn, tuy là chỉ mới nhập môn, thế nhưng uy lực kia lại làm cho Dương Diệp rất kinh hỉ. Bởi vì dưới sự phụ trợ thêm của kiếm khí, uy lực và tốc độ của ẩn hồ trảm đã không còn dưới trình độ của Nam Cung Ngôn. Đặc biệt là hiệu quả ả nắp quỷ dị kia, phối hợp với ân kiếm, trình độ quỷ dị đó đã không thua tử quang của Tử Điêu rồi. Nói tóm tại, 10 ngày này khổ tu, hắn đã thu hoạch được những lợi ích vô cùng lớn. Hít sâu một hơi, Dương Diệp tập trung ý niệm vào trong cơ thể, Tử Điêu vẫn còn đang hấp thu năng lượng từ cầm sắc huyền khí và viên nội đan kia trong vòng xoáy đan điện. Trong 10 ngày qua, ánh sáng bao phủ quanh thân Tử Điêu đã chuyển thành màu tím đậm, toát ra một khí thế vô cùng khủng bỏ, làm cho những huyền thú vốn dĩ ở trong phạm vi gần huyền khí phải tránh xa. Hiển nhiên, 10 ngày nay cũng không chỉ có mình hắn là có thu hoạch, tên tiểu tử này cũng như thế. Hống! Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên từ sâu trong rừng. Đây là tiếng của con báo săn, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, có nhân loại hoặc huyền thú tiếp cận nơi này sao? Ở bên ngoài rừng trúc, một quyền của tử tu đánh bay con báo săn có hình dáng lớn hơn hắn gấp mấy chục lần, sau đó đi từng bước về phía sâu trong rừng trúc. Bởi vì túy đạo nhân, đế quốc huyền thú đương nhiên không dám vi phạm quy tắc mà huyền thú phái vương cấp trở lên đuổi theo giết Dương Diệp. Nhưng điều này không có nghĩa là đế quốc huyền thú sẽ bỏ qua cho Dương Diệp, không thể phái huyền thú linh cấp, nhưng vương cấp thì sao? Nếu như huyền thú vương cấp giết chết Dương Diệp, vậy cho dù ủ là túy đạo nhân cũng không thể nói gì. Vì vậy, hắn tới. Bất kể thế nào, đế quốc huyền thú quyết không thể bỏ qua, cũng không dám để cho Tử Điêu bị nhân loại không chê. Bởi vì Tử Điêu thân bí kia có uy hiếp thật sự quá lớn đối với tộc huyền thú bọn họ. Tử tu cũng không muốn đối địch với Dương Diệp và cả Tử Điêu thần bí này, nhưng lần này hắn không có cách nào, ngoại trừ Tử Điêu có uy hiếp quá lớn đối với đế quốc huyền thú ra, còn bởi vì lần này kẻ phát ra mệnh lệnh cho bọn họ là thú hoàng của đế quốc huyền thú. Đúng vậy, lần này, cao tầng của đế quốc huyền thú thật sự đã xuất hiện. Đột nhiên, Tử tu dừng bước, bởi vì lúc này Dương Diệp đã ở trước mặt hắn. Tử tu nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Ngươi không nên ở lại thập vạn đại sơn. Dương Diệp khẽ cười, nói. Xem ra đế quốc huyền thú các ngươi nhất quyết muốn đẩy ta vào chỗ chết. Giao ra Tử Điêu thần bí này thì ta sẽ thả ngươi rời đi. Tử tu trầm giọng nói.
Dương Diệp lắc đầu, nói. Bây giờ ngươi rời đi, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi thấy thế nào? Tử Tu híp mắt lại, không nói gì, đúng vậy, hắn đã không cần thiết phải nói gì nữa, thân hình hắn thoáng động, bắn mạnh về phía Dương Diệp, tay phải nắm chặt thành quyền và kèm theo tiếng xé gió chói tai vang lên, đánh thẳng về phía mặt của Dương Diệp. Mà khi Tử Tu đi tới cách Dương Diệp ba trượng, đột nhiên, đồng tử của Tử Tu co lại kịch liệt, thân thể đột nhiên dừng lại, nhưng vẫn quá muộn. Một tiếng xé gió rất nhỏ vang tên, bát chợt, chỉ thấy một gợn sóng mà mắt thường rất khó nhìn thấy đã lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt Tử Tu, trong phút chốc, trang phục ở phần ngực của Tử Tu đột ngột nổ tung, lộ ra cơ bắp hoàn mỹ của Tử Tu này. Ở trước ngực Tử Tu xuất hiện một tia máu tươi kỳ lạ. Mà thứ tạo thành tất cả những điều này đương nhiên là ẩn kiếm kèm thêm ngự kiếm thuật của Dương Diệp, tuy nhiên vẫn có chút đáng tiếc, bởi vì ân kiếm vừa phá vỡ được phòng ngự của Tử Tu, đã bị tay phải của Tử Tu nắm chặt, cũng không tiến thêm được phân nào nữa. Tử Tu nắm thật chặt ân kiếm và ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hắn tràn ngập sự nghiêm trọng, nói. Kiếm thật quỷ dị, kiếm kỹ cũng quỷ dị, cho tới nay, ta đã coi thường ngươi rồi. Đúng vậy, nếu không phải thân thể hắn cực kỳ cường hãn, hơn nữa linh thức hắn cực kỳ linh mẫn, lại thêm ha phản ứng cực kỳ nhanh, sợ rằng hắn sẽ bị một kiếm quỷ dị này xuyên tim. Dương Diệp không nói nhảm, cỗ tay hắn thoáng động, tử linh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, lần này đổi tại thành hắn lao nhanh về phía Tử Tu, hắn không có nương tay, tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, trong nháy mắt hắn đã đi tới trước mặt Tử Tu, sau đó kiếm ý tầng 3 điên cuồng tuôn ra, hắn nắm tử linh kiếm trong tay chợt bổ xuống Tử Tu. Ở giây phút nhìn thấy Tử Tu, trong lòng Dương Diệp lại lập tức dâng lên một ngọn lửa vô danh, bởi vì vật nhỏ, hắn vẫn nương tay đối với tộc huyền thú, cũng không chủ động gây sự với huyền thú. Nhưng đế quốc huyền thú này tại nhiều lần muốn gây phiền phức cho hắn cùng với vật nhỏ. Nếu như vậy, hắn còn nương tay làm gì? Cho nên, lần này hắn trực tiếp thi triển ra kiếm ý tầng 3 với mục đích là một đòn giết chết Tử Tu trước mắt này. Nếu đã trở mặt, vậy thì hoàn toàn trở mặt là được, dù sao Dương Diệp hắn cũng không chế ít nội đan huyền thú vương cấp. Khi cảm nhận được kiếm ý tầng 3 của Dương Diệp, sắc mặt Tử Tu lập tức biến hóa kịch liệt, tuồng kiếm ý vô hình này làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Tử Tu không dám có chút sơ suất nào, hắn hét to một tiếng và nắm án kiếm trong tay, ngăn cản một kiếm của Dương Diệp trực tiếp lao tới, lực lượng bởi vì hắn thật sự quá lớn, ấn kiếm đi qua nơi nào, tự nhiên đem không khí trực tiếp xé rách nghiền nát, phát ra từng tiếng không khí nổ mạnh khủng khiếp. Hai luồng lực lượng khủng khiếp vừa tiếp xúc, một tiếng nổ lớn lập tức bắt đầu vang vọng ở nơi đây, đồng tử của Tử Tu co lại, một cảm giác đau xót xuất hiện trên tay phải của hắn, cùng lúc đó, mặt đất chỗ hắn đứng lại có thể sụp xuống, lúc hắn rơi xuống, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, tử linh kiếm đâm chách lên. Tử linh kiếm ấn chứa kiếm ý khủng bố, không nghỉ ngờ đã đánh bay ấn kiếm trong tay Tử Tu, sau đó, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia ngoan độc, cổ tay nhát thời chuyển động, tử linh kiếm cắt ngang về phía cổ của Tử Tu. Nhìn thấy tử linh kiếm cắt ngang đến, trong mắt Tử Tu lần đầu xuất hiện vẻ kinh hãi, rõ ràng, hắn không nghĩ tới kiếm ý tầng 3 dưới lực lượng của Dương Diệp lại có thể vượt qua hắn. Tử Tu gầm lên giận dữ, thân thể run lên, sau đó đột nhiên phồng to lên, toàn thân bắt đầu biến đổi, trong thời gian không đến một lần hít thở, hình thể Tử Tu của vốn là nhân loại lại biến thành một quái vật khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ. Lúc này Tử Tu là một con vượn cực lớn với thân cao 7-8 trượng, rộng khoảng 3 trượng, toàn thân đều là màu đen tối tăm, khác với huyền thú khác, bản thể của Tử Tu cực kỳ giống nhân loại, đương nhiên, hình thể này dô với nhân loại lại chênh lệch một trời một vực. Suy, co dù Tử Tu khôi phục lại bản thể, nhưng kiếm của Dương Diệp vẫn dễ dàng như trở bàn tay đâm vào trong cổ hắn, chỉ có điều thanh kiếm kia so với thân thể khổng lồ của hắn tại giống như một cây tăm vậy, tuy nhiên trong tử linh kiếm ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, vẫn khiến cho cái cổ của Tử Tu trực tiếp xuất hiện một lỗ to lớn, máu tập tức phun ra như suối. Gào. Chỗ cổ đau đớn tạm cho Tử Tu ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét giận dữ, sau đó giơ tay phải cực lớn lên trực tiếp đánh về phía Dương Diệp ở trước mặt hắn. Đồng tử của Dương Diệp co lại, vội vàng quay tử linh kiếm lại, chắn ở trước người. Bành. Lực lượng khủng khiếp trực tiếp đánh Dương Diệp bay ngược ra ngoài, qua 40 mấy trượng mới rơi xuống mặt đất. Sau đó lại trượt trên mặt đất tới vài chục trượng, cuối cùng đập vào một cây trúc cực lớn, sau khi đập gãy cây trúc này, Dương Diệp mới ngừng lại được.
Trương con mắt lớn của Tử Tu lộ ra sự dữ tợn, chân phải dẫm xuống đất, mặt đất lập tức chấn động mạnh, bản thể của hắn mượn lực đẩy từ mặt đất tới, bắn về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đã đứng lên, cảm thấy toàn thân đau đớn từ trên xuống dưới, trong mắt Dương Diệp cũng ra sự nghiêm trọng, nhân viên kim cương này có lực lượng thật sự khủng khiếp, nếu như không phải thân thể cùng thực lực của hắn đều đã từng được nâng cao trên diện rộng, chỉ sợ một đòn túc trước kia cũng có thể khiến khô hắn trực tiếp không đứng dậy nổi. Nhìn Tử Tu này giống như một ngọn núi nhỏ ép qua, Dương Diệp hít sâu một hơi, bất chợt huyền khí màu vàng trong cơ thể điên cuồng tràn về phía Tử Linh kiếm trong tay, ở dưới huyền khí màu vàng không ngừng tràn vào, trên thân Tử Linh kiếm lại bạo phát ra ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu tím chói lòa. Tử Linh kiếm trong tay Dương Diệp nhắm thẳng vào bản thể của Tử Tu, chân phải chợt đạp xuống đất, cả người và kiếm bắn mạnh về phía bản thể của Tử Tu. Huyền khí màu vàng cùng kiếm ý tầng 3 gia tăng. Đây là công kích mạnh nhất của Dương Diệp, lúc này tốc độ cùng lực lượng của Dương Diệp đã đạt được đỉnh phong, ở dưới tình huống như vậy, Tử Linh kiếm trong tay Dương Diệp đã có lực lượng khủng khiếp, nó đi qua nơi nào, không gian đều xuất hiện rung chuyển rõ ràng, không gian dường như lập tức sẽ bị đâm vỡ vậy. Cảm nhận lực lượng khủng khiếp của Tử Linh kiếm trong tay Dương Diệp, bản thể Tử Tu hơi nheo mắt, lập tức không dám sơ suất gầm tên một tiếng, trong bàn tay còn lại có một tầng vảy giáp mày đen lập tức hiện ra. Sau đó tát mạnh về phía Dương Diệp. Lúc này Tử Tu cũng không giữ lại, thi triển ra hết con át chủ bài bảo toàn tính mạng của mình, phải biết rằng, vảy giáp này lại tương đương với một món huyền bảo địa cấp của nhân loại, hơn nữa thân thể của bản thân hắn rất mạnh mẽ, lúc này phòng ngự của hắn đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Keng! Mũi của Tử Linh kiếm đâm vào lớp vảy giáp trên bàn tay của Tử Tu, một tiếng kim loại va chạm bắt đầu vang vọng, giống như tiếng sấm. Nhìn thấy Dương Diệp không phá được phòng ngự của mình, Tử Tu lập tức vui mừng, nhưng ngay vào lúc này, Dương Diệp lại hét to một tiếng. Phá cho ta! Dương Diệp vừa dứt lời, Tử Linh kiếm trong tay hắn chợt xoay tròn, chỉ nghe vù một tiếng, Tử Linh kiếm đã lập tức phá vỡ được vảy giáp này, sau đó Dương Diệp và kiếm cùng xuyên qua lòng bàn tay của Tử Tu. Sau khi đi qua bàn tay lớn của Tử Tu, Dương Diệp trong nháy mắt đi tới trước mặt Tử Tu. Sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của Tử Tu, Tử Linh kiếm lướt qua cổ của Tử Tu. Mà vào lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ giống như sấm đột nhiên vang lên ở đây. Nhân loại, dừng tay. Nghe được tiếng này, tay của Dương Diệp thoáng dừng lại một chút, trong lòng hắn chợt lạnh lẽo, bởi vì chủ nhân của giọng nói này chỉ ít còn ở cách xa mấy trăm dặm, nói cách khác, chủ nhân của giọng nói này ít nhất là một cường giả cảnh giới tôn giả. Nhưng trong phút chốc, trong mắt Dương Diệp thoáng lộ ra sự dữ tợn, tốc độ không hề giảm xuống, Tử Linh kiếm đã lia về phía cổ của Tử Tu. Dừng tay, đùa kiểu gì vậy, tưởng Dương Diệp hắn là kẻ đần độn sao? Ngươi dám? Thầy Dương Diệp làm như vậy, chủ nhân của giọng nói này hiển nhiên tức giận, âm thanh này được huyền khí ghê tăng, giống như tiếng sấm nổ ở bên tai Dương Diệp, khiến màng tai của Dương Diệp chấn động vang lên những tiếng ong ong, nhưng Dương Diệp vẫn giữ nguyên tốc độ. Tử Linh kiếm trực tiếp chạm tới cổ Tử Tu. Hoàn toàn không gặp bất kỳ ngăn cản nào, Dương Diệp mang theo kiếm, xuyên qua cổ của Tử Tu. Suy, một cái đầu tròn cực lớn bay ra ngoài, thân thể cực phớn của Tử Tu ầm ầm ngã trên mặt đất, tạm cho mặt đất tại rung tên. Mà vào lúc này, một huyền thú hóa hình kỳ lạ với dáng vẻ người trung niên xuất hiện, khi thấy thi thể Tử Tu trên mặt đất, hai mắt của người trung niên lập tức híp lại. Trong mắt bắn ra sát khí và nhìn về phía Dương Diệp, một khí thế khủng khiếp cuồn cuộn trào ra, bao trùm về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, người trung niên trước mắt này ít nhất là huyền thú tôn cấp trở tên, lúc này ha căn bản không có khả năng địch lại. Thật may đúng lúc này, thân hình của Túy đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không thấy Túy đạo nhân có động tác gì mà khí thế kỳ lạ trên thân của người trung niên kia đã biến mất. Nhìn thấy Túy đạo nhân xuất hiện, trong lòng Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, cho dù cho tới nay há đều rất tự tin, nhưng còn chưa tự tin đến mức có thể cho rằng mình có thể đối đầu cùng huyền thú tôn cáp. Mà vào lúc này, ở đó đột nhiên vang lên vài tiếng xé gió, sau đó Dương Diệp thấy trước mắt chợt hoa lên, tại có thêm 7-8 người xuất hiện, trong 7-8 người này, hắn nhận ra được máy, đó là Tô Thanh Thi còn có Ngọc Cành, còn có khô cốt của quỷ tông kia, cùng với người dẫn đầu đội Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung. Khi thấy thi thể của Tử Tu, sắc mặt mấy đại tao đều trở nên căng thẳng, sau đó bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt mấy người ẩn chứa ý tứ không giống nhau, có người kinh ngạc,
có người vui mừng bất ngờ, có người lại lộ ra ánh sáng sắc bén. Nhân viên kim cương mạnh mẽ thế nào, bọn họ đều là biết, Dương Diệp trước mắt tại có thể giết chết một nhân viên kim cương thành niên, hơn nữa còn là ở dưới tình huống con nhân viên kim cương này đã khôi phục bản thể. Nói cách khác, chính tà Dương Diệp lúc này đã có thể uy hiếp được đệ tử trong môn của bọn họ. Đặc biệt là Thanh Vân Tử của Nguyên Môn, Thanh Vân Tử nhìn Dương Diệp, sâu trong đôi mắt hiện lên một sự lạnh lẽo, lúc này hắn đã gần như có thể xác định nguyên tiêu của Nguyên Môn chết ở trên tay của Dương Diệp, người có thể chém giết tinh anh của tộc viên Kim Cương, vậy thực lực thật sự đã vượt qua nguyên tiêu rồi. Ngoại trừ Thanh Vân Tử ra, Thải Phượng của Bách Hoa Cung cũng lộ ra sát ý với Dương Diệp, cho tới nay, nàng chưa bao giờ thật sự coi trọng Dương Diệp, ban đầu ở trong mắt nàng. Người như Dương Diệp căn bản không tạo được uy hiếp gì đối với Bách Hoa Cung, mặc dù bây giờ nàng cũng cho là như vậy, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nếu để cho Dương Diệp phát triển, sau đó cho dù không tạo được uy hiếp gì đối với Bách Hoa Cung, nhưng tốt nhất vẫn nên loại bỏ thứ phiền phức này thì tốt hơn. Ngược lại, Khô Cốt đáng lẽ phải hận Dương Diệp lại vô cùng khác thường, lúc này sắc mặt Khô Cốt bình tĩnh, dường như không có nhìn thấy thi thể bản thể tử tu bên cạnh vậy, hắn đặc biệt biết che giấu cảm xúc của chính mình. Chỉ có điều trong lòng hắn nghĩ thế nào, lại không người nào biết được. Đương nhiên, lúc này Khô Cốt làm như vậy thì không thể không kể tới công lao của Túy đạo nhân. Lúc này Dương Diệp còn không biết, bởi vì thi thể của tử tu đã khiến cho máy cường giả tôn cấp nảy ra ý định muốn giết chết hắn. Trong mắt Kiếm Tông Ngọc Hành tại lóe lên sự phức tạp, Dương Diệp trước mắt này có thể chém giết nhân viên Kim Cương, ban đầu vốn phải là đệ tử Kiếm Tông, chẳng qua thật đáng tiếc, tuy nhiên cũng may. Cho dù không có Dương Diệp, sau này Kiếm Tông cũng có hy vọng. Nghĩ đến tin tức Túy đạo nhân mang đến lúc trước, lâm tình phức tạp trong mắt Ngọc Hành lập tức tiêu tan. Tô Thanh thì vẫn im lặng và thản nhiên, nhưng khi nhìn thấy được thi thể của tử tu, khóe miệng Tô Thanh thì lại hơi cong lên, không dễ nhận thấy được. Tông sư, người cũng muốn giống như Hồ Tông Nguyên sao? Túy đạo nhân nhìn người trung niên lúc trước muốn ra tay với Dương Diệp, lạnh lùng nói. Nghe vậy. Người trung niên có tên là Tông Sư nheo mắt lại, cho dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng ở trước mắt lão đầu này, hắn vẫn không là gì cả, chẳng qua đế quốc huyền thú lại mất đi một tinh anh như vậy, ha không nhịn được cơn giận này. Nhưng ở trước mặt Túy đạo nhân, hắn không nhịn cũng phải nhịn. Hắn lập tức hít sâu một hơi, nói. Túy lão, lúc trước ngươi rõ ràng có thể ngăn cản tiểu tử này, vì sao không ngăn cản hắn? Ngươi nên biết, lấy tiêm lực cùng thực lực của tử tu. Lên chiến trường cô có thể lập được bao nhiêu công lao? Chiến trường cổ, Dương Diệp nghe được ba chữ này thì nhíu mày, đây là địa phương nào vậy? Cho dù trong lòng nghi ngờ nhưng hắn cũng không lên tiếng hỏi thăm, nói đùa sao, trong trường hợp này, hắn sao có thể nói xen vào được? Túy đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói. Tông sư, tất cả những điều này còn không phải do ngươi tự chuốc lấy sao? Lão đạo không muốn nhiều lời, hiện tại Dương Diệp cùng tử tu đã phân thắng bại. Trở lại nói cho thú hoàng của các ngươi biết, ta hy vọng đế quốc huyền thú ngươi không nên tới gây phiền phức cho Dương Diệp nữa, bằng không cũng đừng trách lão đạo không khách khí. Tông sư hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp rồi mang theo thi thể của tử tu trên mặt đất nhanh chóng rời đi, không bao lâu, lại biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, Túy đạo nhân xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có thấy nghi ngờ vì sao tử tu có thể tìm được ngươi không? Dương Diệp khẽ gật đầu, thật sự, lúc này hắn đặc biệt nghi ngờ, ngoại trừ nghi ngờ vì sao tử tu này có thể tìm được hắn, hắn còn nghi ngờ lời Túy đạo nhân nói lúc trước. Túy đạo nhân nói, là ta nói cho hắn biết vị trí của ngươi, đây là một lần cá cược giữa ta với đế quốc huyền thú, để bọn họ phái một huyền thú vương cấp đánh với ngươi một trận, nếu như ngươi thua, tùy bọn họ xử trí, nếu như ngươi thắng, sau này bọn họ không được phái cường giả linh cấp cùng linh cấp trở lên đi đối phó với ngươi nữa. Vì sao phải đánh cược cùng bọn họ? Dương Diệp trầm giọng nói. Túy đạo nhân lắc đầu, nói. Tiểu tử, bây giờ đang lúc thí luyện Thanh Vân Bảng, nếu như bọn họ vi phạm quy tắc đối phó với ngươi, ta có thể ra tay đối phó với bọn họ. Nhưng chỉ cần ngươi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, cũng chính là sau khi cuộc tranh tài này kết thúc, nếu như bọn họ phái cường giả linh cấp, thậm chí tôn cấp đi đối phó với ngươi, khi đó mạng nhỏ của ngươi có thể giữ được sao? Ngươi sẽ không mong lão đạo bảo vệ ngươi cả đời chứ? Thì ra là thế, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi. Nếu như lúc trước ta thua, nếu ta bị giết, các ngươi cũng sẽ không ra tay sao?
Túy đạo nhân lắc đầu, nói. Ở đây trừ ta ra, không có người có thể đúng lúc ngăn tại cuộc chiến đấu giữa các ngươi, nhưng cho dù là ngươi bại, ta cũng sẽ không ngăn lại, nếu như ngươi bại, ngươi sẽ chết. Trong chiến đấu cùng cấp, nếu như ngươi còn cần người khác ra tay cứu giúp, vậy ngươi lại không đáng để cho ta ra tay cứu giúp nữa. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong lòng lại cười tự giễu, ban đầu hắn cho rằng Túy đạo nhân này luôn yêu ái hắn, hiện tại xem ra trên đời này cuối cùng vẫn phải xem thực lực mới nói, không có thực lực thì sẽ không có giá trị, không có giá trị thì sẽ không có người nào coi trọng, không ai coi trọng, vậy ngươi đáng chết. Nếu như không muốn chết, không muốn bị người vứt bỏ, vậy thì phải không ngừng nâng cao thực lực chính mình, làm cho mình có giá trị, bởi vì chỉ có giá trị thì mới có thể được người ta coi trọng. Giống như quan hệ giữa hắn cùng với kiếm tông, còn có Túy đạo nhân lúc này, hắn biết sở dĩ Túy đạo nhân đứng ra bảo vệ hắn, chắc hẳn cũng chỉ vì nhìn chúng giá trị của hắn là gì. Đương nhiên là có thể nhận được thứ hạng không tệ trong thanh vân bảng, mang đến rất nhiều lợi ích cho kiếm tông. Nếu như không có cái giá trị này, kiếm tông còn cả cường giả siêu cấp trước mắt này sẽ quan tâm tới Dương Diệp hắn sao? Đừng có nói đùa, người khác cũng không phải là ăn no rừng mỡ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm cảnh của Dương Diệp bỗng nhiên trở nên rộng mở, trong lòng hắn lúc này càng kiên định với một ý tưởng, đó chính là cố gắng trở nên mạnh mẽ, làm cho mình cùng người mình quan tâm không bị người khác kiêm chê. Túy đạo nhân đột nhiên vung tay phải lên, trước mắt mọi người hoa lên, sau đó Dương Diệp cùng với mấy người kiêm tông đều lập tức biên mật. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người của thế lực khác đều thoáng biến sắc, trong mắt đầy chấn động. Chấn động vì cái gì? Đương nhiên là chấn động trước thực lực của Túy đạo nhân. Cường giả đạt được cảnh giới tô ngả, lại có thể nắm giữ không gian huyền bí, đây là khác giữa cảnh giới tôn giả cùng cảnh giới linh giả. Chiêu thức của Túy đạo nhân lúc trước lại là chân chính xuyên qua không gian. Thực lực như vậy, trong lòng Thanh Vân Tử khẽ thở dài, trước đây không lâu đã có rất nhiều trưởng lão của Nguyên Môn từng có ý ra tay với kiếm tông, bởi vì nếu như có thể thu kiếm tông về dưới Nguyên Môn, vậy thực lực của Nguyên Môn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng không quan tâm có bao nhiêu trưởng lão đề nghị, đều bị trưởng giáo hủy bỏ. Trước đây hắn không rõ tại sao trưởng giáo không đồng ý, bây giờ hắn đã hiểu rõ. Ở toàn bộ Nam Vực, không có bất kỳ một thế lực nào dám tùy ý đắc tội một cường giả siêu cấp giống như Túy đạo nhân, cho dù đối phương chỉ là một người. Trong lòng Khô Cốt cũng thở dài, thực lực của Quỷ Tông bây giờ vượt xa kiếm tông. Nhưng Quỷ Tông lại chưa bao giờ phát động từng công kích mang tính hủy diệt đối với kiếm tông, bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu rõ, những lão bất tử trong quỷ sơn của Quỷ Tông đang e ngại điều gì. Trừ khi Túy đạo nhân biến mất ở trên thế gian này, nếu không, cho dù kiếm tông đang xuống dốc, cũng có thể sinh tồn ở Nam Vực này. Trên một ngọn núi không biết tên, Dương Diệp nhìn Túy đạo nhân trước mắt, trong lòng chấn động vô cùng. Vật nhỏ có năng lực khủng khiếp. Nhưng năng lực của lão đầu trước mắt này còn kinh khủng hơn, chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ lại xuất hiện cách chỗ cũ chỉ ít ngoài ngàn dặm. Lúc này biểu tình của Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi cũng không khác Dương Diệp tắm, tuy nhiên hai người phần nhiều chính là vui mừng và bất ngờ, bởi vì kiếm tông có một cường giả siêu cấp như thế ở bảo vệ. Túy đạo nhân lấy ra hồ lô bên thắt lưng, uống ực một hớp, sau đó mới nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử! Thực lực của ngươi ở trong thế hệ trẻ đã tính là không tệ, tuy nhiên nếu muốn đoạt được thanh vơ lệnh để cứu mẫu thân ngươi thì không có khả năng lớn lắm. Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, lão nhân trước mắt này làm sao biết được hắn muốn đoạt thanh vân lệnh. Dương Diệp suy nghĩ một lát lại nhìn về phía Tô Thanh Thi, chỉ thấy Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, hắn lập tức hiểu rõ, trong lòng lại thấy ám áp, là Thanh Thi đem đã nói chuyện của hắn với Bách Hoa Cung cho Túy đạo nhân biết, hy vọng Túy đạo nhân có thể giúp một tay. Dương Diệp nhíu mày, nói. Vì sao tiền bối nói như vậy? Túy đạo nhân nói. Tiểu tử, ta biết ngươi khẳng định còn có con át chủ bài nào, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, nguyên đồng của Nguyên Môn, còn có Tần Du Nhiên của đế quốc Đại Tần kia và hai nữ hài tử ở Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung đều không phải tà người đơn giản. Đặc biệt là nguyên đồng của Nguyên Môn, hiện tại hắn thể hiện ra tiềm lực cùng thực lực rất lớn, Nam Vực trong vạn năm qua, ở vào tuổi của hắn. Chỉ có hai người có thành tựu cùng thực lực trên hắn, người có biết là hai người nào không? Mong được chỉ giáo. Dương Diệp nói. Một là tổ sư của Nguyên Môn, còn có một người là tổ sư của Kiếm Tông. Túy đạo nhân hơi nheo mắt lại, nói. Nam Vực đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua vũ thần. Phải biết rằng,
trong vạn năm qua Nam vực đã xuất hiện bao nhiêu nhân vật kinh tài diễm tuyệt. Nhưng những người này cũng không dám tự xưng là vũ thần. Ngươi có biết lai lịch của vũ thần cùng điều kiện trở thành vũ thần không? Dương Diệp lắc đầu, hắn biết lai lịch của kiếm hoàng cùng điều kiện trở thành kiếm hoàng, nhưng về vũ thần thì hắn lại chưa bao giờ nghe người ta nói cùa. Túy đạo nhân tại uống một hớp rượu, lúc này mới nói. Trở thành vũ thần nhất định phải có hai điều kiện này vô cùng hà khắc, đầu tiên là phải có lực kép được cường giả cùng thế hệ, giữ được kỷ lục bất bại, thứ hai là nhất định phải có trái tim cường giả. Thế nào là trái tim cường giả? Trái tim cường giả này cũng thuộc về một loại cảnh giới, lại giống như ta hiểu thấu suốt về kiếm tâm của kiếm đạo vậy. Người tu luyện kiếm, nếu như tính ngộ kiếm tâm thông suốt, khi đối mặt với bất kỳ huyễn cảnh cùng huyền kỹ nào, đều có thể dùng một kiếm phá được, trái tim cường giả lại có thể làm cho người tĩnh ngộ gặp mạnh càng mạnh hơn, nói cách khác, thực lực đối thủ của hắn càng mạnh, chiến lực của hắn sẽ càng mạnh. Dương Diệp nghe vậy thì nheo mắt, sau đó hỏi. Tiền bối, ở trên lịch sử của Nam vực có thể có kiếm hoàng từng đấu qua với vũ thần chưa? Túy đạo nhân tiếc mắt nhìn Dương Diệp, khẽ cười nói. Ta đã biết được ngươi sẽ hỏi như thế. Ngươi biết không, nếu như trong cùng một thời đại xuất hiện kiếm hoàng cùng vũ thần, vậy hai người này nhất định sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Vì sao? Dương Diệp không hiểu nói. Túy đạo nhân nói. Bởi vì vũ thần phải dùng lực ép cường giả cùng thời đại, làm cho cường giả cùng thời đại phải thuần phục. Người có thể trở thành người kiếm hoàng đều là người bướng bỉnh không nghe theo, hơn nữa kiếm giả tu luyện kiếm sao có thể thuần phục người khác. Kiếm giả thân phục rồi, làm sao có thể trở thành kiếm hoàng. Người tu luyện kiếm chân chính sẽ là người thà chết không khom lưng. Vũ thần tại nhất định phải thần phục các cường giả trong thời đại, người nói hai người không đối đầu tới chết thì là gì. Dương Diệp im lặng, sau một lúc lâu hắn lắc đầu. Bây giờ Nguyên Đồng còn không phải là vũ thần, mình cũng không phải là kiếm hoàng, mình suy nghĩ chuyện này để làm gì. Lão nhân trước mắt có câu nói rất đúng, đó chính là kiếm giả tu luyện kiếm sao có thể thuần phục người khác. Nếu có một ngày, không phải có một ngày, mà là mấy ngày sau, hắn có thể sẽ đánh một trận với Nguyên Đồng, tới lúc đó, cho dù là chết, hắn chắc chắn sẽ không thần phục đối phương. Trên đời có câu gọi giữ lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Dương Diệp đặc biệt tán thành những lời này, có cất nhiều thời điểm cho dù là chê cũng không thể lùi bước được. Hắn không bao giờ quan tâm tới danh tiếng gì đó, khi đánh không lại nên chạy thì hắn nhất định sẽ chạy, hơn nữa còn liều mạng chạy. Nhưng lần này lại khác, lần này là chiến đấu cùng cấp, lần này có liên quan đến mẫu thân, lần này liên quan đến Tô Thanh Thi. Cho nên, hắn là không thể chạy, cũng không thể lùi bước. Đối với Tô Thanh Thị, thành thật mà nói. Hắn vẫn không biết địa vị của hắn ở trong lòng đối phương là thế nào, đương nhiên hắn có thể xác định được một điều, đó chính là tuyệt đối không cao bằng địa vị của Kiếm Tông ở trong lòng nàng. Tuy nhiên hắn cũng không so đo tính toán làm gì, cách hiểu cùng cách làm mỗi người về tình yêu đều khác nhau, cách làm của Dương Diệp hắn lại giống như hắn đối với kiếm đạo vậy, cố gắng hết sức, về phân kết quả sẽ thể nào lại do ông trời quyết định. Dương Diệp lắc đầu không suy nghĩ nữa, sau đó hắn nhìn về phía Túy đạo nhân trước mắt, nói. Tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Túy đạo nhân liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Là chuyện cứu mẫu thân ngươi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Túy đạo nhân tắc đầu, nói. Không được. Vì sao? Dương Diệp nói. Nếu như tiền bối có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể tạm được, ta nhất định sẽ không từ chối, cho tù phải gia nhập kiếm tông. Ở giữa tôn nghiêm khí phách cùng mẫu thân đó. Dương Diệp hắn hoàn toàn không do dự mà lựa chọn việc sau. Ngươi không có giá trị đủ để ta với kiếm tông vì ngươi mà hoàn toàn đắc tội Bách Hoa Cung. Túy đạo nhân nói thẳng ra. Phải thế nào mới được? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Túy đạo nhân lại uống một hớp rượu, sau đó mới nói. Đứng đầu Thanh Vân Bảng, trở thành kiếm hoàng giả, trước 20 tuổi bước vào cảnh giới vương giả cùng kiếm ý tầng 5, ngươi làm được 3 điểm này. Ta với kiếm tông mới có thể không tiếc tất cả, đoạn tuyệt với Bách Hoa Cung, trợ giúp ngươi cứu ra mẫu thân ngươi. Dương Diệp không nói gì mà xoay người rời đi, không bao lâu lại biến mất ở trong tầm mắt của ba người Túy đạo nhân. Nhìn theo phương hướng Dương Diệp rời đi, môi Tô Thanh Thi mấp máy vài lần nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chăng qua trong mắt nàng tại lộ rõ sự lo lắng. Sư bá, hắn là đáp ứng hay là? Nhìn theo hướng Dương Diệp rời đi, Ngọc Hành hỏi. Túy đạo nhân khẽ cười,
hắn vẫn nhìn theo Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói. Người này không tệ, bất kể là tâm tính hay thiên phú đều không tệ. Chẳng qua là đáng tiếc, trong lòng hắn có mâu thuẫn với kiếm tông, nếu không, có hắn cùng kiếm si ở đây, tương tai cho dù kiếm tông không có ta cũng có thể bình yên vô sự. Chẳng qua thật đáng tiếc. Lúc này, Tô Thanh thì đột nhiên nói. Sư bá, nếu như vậy, vì sao sư bá không đáp ứng cứu mẫu thân hắn, loại bỏ mâu thuẫn của hắn đối với kiếm tông? Túy đạo nhân lắc đầu, nói. Cho dù hắn thật sự không tệ, nhưng so sánh với kiếm si vẫn kém hơn một ít, hơn nữa hắn có rất nhiều phiền phức, không chỉ Nguyên Môn và Bách Hoa Cung, còn có đế quốc huyền thú cũng muốn giết chết hắn. Ở dưới tình huống như vậy, nếu như kiếm tông trợ giúp hắn cứu mẫu thân hắn, vậy kiếm tông không đơn giản là đoạt tuyệt với Bách Hoa Cung, mà là gây thù oán với tất cả. Ta không sợ đối đầu với những thế lực này, nhưng lúc này, hắn quả thật không đáng để cho ta với kiếm tông bỏ ra cái giá lớn như vậy. Môi Tô Thanh thì hơi mở ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nàng tại im lặng, chẳng qua trong lòng khẽ thở dài, nói. Giá trị, chờ hắn có giá trị, còn cần tới kiếm tông nữa sao? Lần này Dương Diệp không có dừng vào lúc thập vạn đại sơn, mà đang ngồi trên lôi điêu, bay về phía đế quốc Đại Tân, bởi vì hiện tại chỉ còn cách thí luyện ở dãy núi Thanh Vân không tới 5 ngày. Túy đạo nhân nói trắng ra như vậy, hắn cũng không có phản cảm, ngược lại. Hắn nhìn rất thoáng. Đúng vậy, trên đời này ngoại trừ người chí thân ra, ai cũng không cần suy nghĩ cho người khác, kiếm tông người ta dựa vào cái gì phải vì hắn mà đi đoạn tuyệt với Bách Hoa Cung. Vẫn là câu nói kia, ở trên thế gian này, Dương Diệp hắn vẫn phải dựa vào chính mình. Dương Diệp lắc đầu, ném sạch những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, hắn lấy ra máy khối đá năng lượng và bắt đầu tu luyện. Ở sâu bên trong thập vạn đại sơn có một tòa thành thị cực kỳ to lớn. Thành thị này có quy mô không kém gì Tần Đô của đế quốc Đại Tần, trong đó trình độ phồn hoa còn vượt qua cả đế quốc Đại Tần. Thành thị to lớn này chính là thú đô của đế quốc huyện thú. Ở trong hoàng cung thú đô, hai người Hỗ Tông Nguyên cùng Tông Sư đứng ở trên đại điện, lúc này vẻ mặt hai người vô cùng nghiêm túc. Đúng lúc này, ở phía trên đại điện có một người trung niên mặc trường bào màu vàng kỳ lạ xuất hiện. Nhìn thấy người trung niên này, hai người Hỗ Tông Nguyên cùng Tông Sư vội vàng thi lễ một cái, sau đó cung kính nói. Ra mắt Thú Hoàng. Đúng vậy, người trung niên trước mắt này chính là Thú Hoàng của đế quốc huyền thú, cũng là một trong những cường giả đỉnh phong của cả Nam Vực, cường giả siêu cấp cùng cấp bậc với Túy Đạo Nhân. Không chỉ có như vậy, hắn còn nắm giữ tộc quần huyền thú của đế quốc huyền thú lên tới hàng vạn. Con huyền thú thần bí đâu? Thú Hoàng bình tĩnh hỏi. Nhưng hai người bên dưới lại khẽ run lên. Một lát sau, Hổ Tông Nguyên mở miệng nói. Hồi bẩm Thú Hoàng, hai người chúng ta không có năng lực, không phải là địch thủ của Túy Đạo Nhân, nên đã để khô nó cùng nhân loại kia trốn mất rồi. Thú Hoàng gật đầu một cái nói. Không sao, bản Hoàng đã biết được. Thú Hoàng, người cũng biết lai lịch của huyền thú thần bí này sao? Tông Sư hỏi. Trong hai mắt của Thú Hoàng hiện lên một tia nghiêm trọng. Khẽ gật đầu, nói. Biết một tít, bản Hoàng cũng không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện ở Nam Vực này. Thú Hoàng, con thú này cuối cùng có lai lịch ra sao? Không ngờ nó lại có thể tạo thành uy hiếp lớn đối tổ truyền thú chúng ta như vậy. Hồ Tông Nguyên trầm giọng hỏi. Thú Hoàng lắc đầu, nói. Căn dặn xuống, tất cả huyền thú thập vạn đại sơn không được ra tay với nó, đúng rồi, cũng không được ở ra tay với nhân loại kia. Thú Hoàng nói xong, bước về phía trước một bước, sau đó toàn thân trực tiếp biến mất khỏi bên trong đại điện. Cùng lúc đó, Thú Hoàng xuất hiện ở trên tương lôi điêu. Khi nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người trung niên mặc trường bào màu vàng, đồng tử của Dương Diệp co lại kịch liệt, hắn theo bản năng nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, nhưng rất nhanh hắn lại buông lỏng ra, cho dù hắn không biết người trước mắt này rốt cuộc là ai, có cảnh giới gì. Nhưng hắn biết một điểm, đó chính là hắn lúc này căn bản không phải là đối thủ của người trung niên này. Thú Hoàng quan sát Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, nói. Nhân loại, người gan dạ sáng suốt, không tệ. Huyền thú hóa hình. Nghe được xưng hô của đối phương, trong lòng Dương Diệp căng thẳng, lúc này quan hệ giữa hắn cùng với đế quốc huyền thú cũng không thể nói là tốt. Cường giả thần bí này đột nhiên xuất hiện, khẳng định không là chuyện tốt đối với hắn. Chẳng qua. Túy đạo nhân không phải đã giao hẹn cùng đối phương rồi sao? Tại sao lại có thể có huyền thú hóa hình tới tìm hắn gây phiền phức chứ?
không suy nghĩ về những điều này nữa, Dương Diệp nói. Ngươi tới giết ta sao? Thú Hoàng nghe vậy thì thoáng ngẩn người ra, sau đó bật cười lắc đầu, nói. Cho dù thực lực của ngươi bây giờ cũng không tệ lắm, nhưng chưa tới mức làm cho bản hoàng phải tự mình đến giết ngươi. Lần này bản hoàng tới đây là muốn trông thấy con vật nhỏ kia, ngươi cho nó đi ra gặp ta được không? Bản hoàng cam đoan với ngươi, bản hoàng không có ác ý đối với nó, chẳng qua là muốn gặp nó một lần mà thôi. Gặp vật nhỏ sao? Dương Diệp nghe vậy lại nhíu mày, do dự một chút, nói. Bây giờ nó không tiện đi ran. Thú Hoàng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thư giãn ra, mỉm cười, nói. Cũng được, nếu bây giờ nó không tiện đi ra, vậy sau này gặp cũng được. Dương Diệp ngạc nhiên nói. Ngươi tin tưởng lời của ta sao? Thú Hoàng mỉm cười, nói. Vì sao không tin? Dương Diệp nghe vậy, cũng nở nụ cười, nói. Ta cũng tin tưởng lời của ngươi, ngươi hẳn không có ác ý đối với vật nhỏ, nếu không lấy thực lực của ngươi, ta căn bản không có cách nào phản kháng, không phải sao? Tiểu tử nhân loại thật thú vị. Thú Hoàng nói. Ta không có ác ý đối với vật nhỏ kia, nhưng ta lại không có thiện cảm đối với ngươi, phải biết rằng lần này ngươi đã giết rất nhiều con cháu tinh anh trong tộc huyền thú ta. Bởi vì vật nhỏ, ta chưa từng chủ động ra tay với huyền thú đế quốc huyền thú ngươi. Cho tới nay, đều là huyền thú của đế quốc huyền thú ngươi tới tìm ta gây phiền phức, cũng không thể bảo ta chỉ có thể chịu đòn mà không hề đánh trả. Dương Diệp nói, nó không cho ngươi ra tay với huyền thú sao? Mắt Thú Hoàng hơi sáng lên, nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thú Hoàng thấy thế lại càng tươi cười hơn, hắn do dự một chút tại bám tay bắn ra, một tệnh bài màu đen lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp, nói. Tiểu tử nhân loại, sau này có cơ hội, dẫn theo nó tới đế quốc huyền thú thú chơi một chút, có cái lệnh bài này, ngươi ở thập vạn đại sơn sẽ đi thông suốt. Thú Hoàng dứt lời, trực tiếp biến mất ở trên lôi điêu. Nhìn thấy người trung niên trực tiếp biến mất, đồng tử của Dương Diệp lại co lại, sợ rằng thực lực của đối phương không kém hơn Túy đạo nhân. Nghĩ đến lúc trước hắn còn muốn lấy ra huyết sát châu đánh với đối phương một trận, Dương Diệp đã cảm thấy có chút buồn cười, ở trước mặt loại cường giả này, đừng nói đạo khí giả, cho dù cho hắn đạo khí thật cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua hắn không nghĩ tới vật nhỏ lại có thể làm cho đế quốc huyền thú điều động loại cường giả cấp bậc này, đây là phúc hay là họa nhỉ? Tuy nhiên nhìn thái độ của đối phương thì chắc là phúc. Dương Diệp lắc đầu, nhìn về phía lệnh bài màu đen trong tay, lệnh bài chỉ lớn bằng bàn tay, không biết đã sử dụng làm bằng vật liệu gì mà chạm vào thấy mát lạnh, ở mặt trước của lệnh bài, có khắc một chữ hoàng màu vàng. Ở mặt sau lại khắc từng hoa văn kỳ lạ, những hoa văn này không theo quy tắc nào cả, có vài cái phủ văn cùng loại, nhưng cũng không giống nhau. Dù sao Dương Diệp cũng xem không hiểu. Nhìn không hiểu thì không nhìn tới nữa, Dương Diệp bỏ lệnh bài nhận được vào trong nạp giới. Sau đó bảo lôi điêu tăng nhanh tốc độ. Nó nhất định vẫn biết được thập vạn đại sơn. Ở dưới tốc độ cao nhất của lôi điêu, Dương Diệp tốn không đến 7 canh giờ đã đi tới bên ngoài thập vạn đại sơn. Dương Diệp thu lôi điêu vào, đi tới thế giới nhân toại, hắn khiêm tốn một chút thì thỏa đáng hơn. Dương Diệp không có dừng lại, hắn mượn truyền tống trận ở những thành thị này tại vòng ngoài của thập vạn đại sơn để đi tới đế đô. Khi đi tới cửa đài truyền tống của đế đô, Dương Diệp sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Lúc này tại cửa đế đô có vô số người đang đứng, đương nhiên nhiều người không phải là trọng điểm là những người này đều đang nhìn hắn. Lại một người nữa đi ra, lại một người nữa đi ra rồi. Không biết ai hô một câu trước, sau đó vô số người đều nhìn về phía Dương Diệp hô lên. Ta là gia chủ Liễu gia của đế đô, gia tộc chúng ta là thế gia siêu cấp của đế đô đã nắm giữ nội tình nghìn năm. Không biết Thiêu Hiệp có hôn phổi chưa? Nếu như không có thì có thể tới Liễu gia ta bảo đảm Khô Thiêu Hiệp đủ tài nguyên tu luyện. Ta Tà gia chủ Hoàng gia của Đế Đô, Hoàng gia chúng ta được gọi ta một trong bốn gia tộc lớn ở Đế Đô, trải qua mấy nghìn năm, Tiêu Thư Hoàng gia ta lại, là một trong 10 đại mỹ nhân Tân Đô, chỉ cần Thiêu Hiệp tới, không những thu được tài nguyên tu luyện, còn có thể ôm mỹ nhân về. Ta là phó gia của Đế Đô. Ta là... Nghe đám người phía dưới nhiệt tình hò hét với hắn, Dương Diệp không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, trước đây hắn từng nghe nói về chuyện những gia tộc này tuyên nhận những huyền giả từ dãy núi Thanh Vân sống sót trở về, chăng qua hắn không nghĩ tới lại điên cuồng như vậy. Dương Diệp khẽ lắc đầu, tâm niệm thoáng động, hắn rút Tử Linh kiếm ra khỏi vỏ nửa đoạn, một tiếng kiếm ngơ vang lên.
Nghe được tiếng kiếm này, đám người lập tức trở nên yên tĩnh, những thế gia gia tộc nhìn Dương Diệp, đáng tiếc lắc đầu. Không nghĩ tới là đệ tử kiếm tông, ôi, đáng tiếc, chẳng qua nếu hắn là đệ tử kiếm tông, vì sao muộn thế nào mới về chứ? Ai biết được, ôi, chờ người kể tiếp vậy. Nhìn thấy mọi người trở nên yên tĩnh, lúc này Dương Diệp mới đi xuống khỏi đài truyền tống, sau đó đi về phía cửa để đôi. Dương huynh. Lúc Dương Diệp muốn đi vào cửa thành lại nghe được giọng nữ tử quen thuộc đột nhiên vang tên ở sau lưng hắn. Dương Diệp xoay người, khi thấy người vừa nói, hắn hơi ngẩn người ra, nói. Tiêu Tiêu Thư. Người gọi hắn lại không phải là ai khác mà là Tiêu Ngọc Nhi trước đây thi phủ văn sư cùng hắn, bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi còn đứng một người thanh niên. Tiêu Ngọc Nhi cùng người thanh niên đi tới trước mặt Dương Diệp, Tiêu Ngọc Nhi quan sát Dương Diệp, sau đó chấn động nói. Dương huynh, không nghĩ tới thật sự là huynh, lúc trước ta còn tưởng rằng mình nhận nhầm người. Huynh tự nhiên lại đi tham gia Thanh Vân Bảng, ta càng không nghĩ tới huynh vẫn sống sót trở về, nhưng huynh mới phàm nhân cửu phẩm mài lẽ nào huynh đã thăng cấp tiên thiên rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Trước đây không lâu ta vừa bước vào tiên thiên. Tiêu Ngọc Nhi nghe vậy thì hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt đầy chấn động, phải biết rằng lần trước nàng gặp mặt Dương Diệp cách đây mới bao lâu. Dương Diệp lại thăng cấp đến tiên thiên, thiên phú như vậy. Tiêu Ngọc Nhi đang chuẩn bị nói gì, lúc này người thanh niên bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên nói. Vừa thăng cấp tiên thiên sao? Dương Diệp nghe vậy lại nhìn về phía người thanh niên, khi nhìn thấy trong mắt người thanh niên này rõ ràng có sự thù địch, Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu rõ, sự thù địch này hơn phân nửa là vì Tiêu Ngọc Nhi. Người thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp nói. Ngươi vừa thăng cấp tiên thiên lại dám đi tham gia Thanh Vân Bảng, không thể không nói lá gan của ngươi không tệ, không xê đúng, là vận khí của ngươi cũng không tệ, không ngờ lại có thể từ thập vạn đại sơn trở về, ngươi không phải không giết nổi một con huyền thú vương cấp chứ. Dương Dũng, Tiêu Ngọc Nhi không hài lòng nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Người thanh niên nghe vậy, mỉm cười, nói. Ngọc Nhi, ta không ý gì khác, ta là đang khen hắn. Tiêu Ngọc Nhi nhíu mày, nói. Dương Dũng, nếu như ngươi còn làm vậy, ta cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi. Nam tử tên là Dương Dũng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, hắn giơ tay chỉ về phía Dương Diệp, tức giận nói. Nàng tự nhiên lại vì hắn mà muốn đuổi ta đi sao? Ngọc Nhi, nàng thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc hắn và nàng có quan hệ như thế nào, có phải hắn tả người nàng thương hay không? Tiêu Ngọc Nhi thoáng biến sắc. Tức giận nói. Dương Dũng, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta có tứ gì à? Dương Dũng nhìn Dương Diệp, lại nhìn Tiêu Ngọc Nhi, sau đó tức giận nói. Ta nhìn hai người các ngươi có mờ ám, Ngọc Nhi, nàng không thể đối xử với ta như thế được, nàng biết tình cảm của ta đối với nàng, ngoại trừ ta ra, nàng làm sao có thể có ý với người khác được chứ? Nàng như vậy không phải làm cho ta thất vọng sao? Dương Diệp nghe vậy lại thoáng ngẩn người ra. Người trước mắt này thật kỳ lạ. Dương Diệp lắc đầu, không muốn tham dự vào cuộc nói chuyện giữa Tiêu Ngọc Nhi cùng đối phương, bởi vì Tiêu Ngọc Nhi cùng đối phương rõ ràng có quen biết, có thể còn có quan hệ gì đó. Cho nên Dương Diệp mở miệng nói. Ngọc Nhi cô nương, ta còn có việc, ta đi trước một bước. Tiêu Ngọc Nhi đang chuẩn bị nói gì, người thanh niên ở bên cạnh nàng đột nhiên phẫn nộ quát với Dương Diệp. Ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Diệp không dừng bước mà vẫn đi về phía trước, đối với loại người kỳ lạ này, hắn thật sự không muốn để ý tới, hiện tại hắn chỉ muốn đi tới cửa hoàng cung để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó quay về công hội phù văn sập tiểu giao. Nhìn thấy Dương Diệp không để ý tới mình, Dương Dũng tức giận, thân hình hắn thoáng động, tay phải nắm chặt thành quyền và đánh về phía sau lưng của Dương Diệp. Dương Diệp cảm giác được kình phong phía sau, hắn nhíu mày và dừng bước. Xoay người lại đánh một quyền vào trên nắm đấm của Dương Dũng. Rắc rắc, một tiếng xương vỡ vang vọng, sắc mặt Dương Dũng nhất thời trắng bệch và kêu tên thảm thiết, sau đó trực tiếp bay ra ngoài vài chục trượng sau đó mới rơi xuống đất. Nhìn thấy Dương Dũng bị đánh bay, mọi người ở cửa thành lập tức nhìn lại, khi thấy Dương Dũng nằm dưới đất, có người nhất thời hít vào một hơi khí lạnh. Đây không phải là Dương Hoàn Khố của một trong bốn gia tộc lớn Dương gia để đô sao? Sao đệ tử kiếm tông này lại dám đánh hắn như vậy? Không sợ Dương gia trả thù sao? Trả thù, ngươi đừng đùa nữa, kiếm tông biết sợ Dương gia sao? Chỉ sợ là Dương gia sợ kiếm tông đi.
Cũng đúng, ôi, đầu của Dương Hoàn khó này bị lừa đá hay sao mà lại có thể đi trêu chọc đệ tử tông môn chứ, hắn bị đòn cũng uông phí rồi. Sau một quyền đánh bay Dương Dũng, Dương Diệp cũng không hề ngừng tay, mà chậm rãi đi về phía Dương Dũng. Đối với một con chó điên sủa loạn, tâm tình tốt thì hắn chắc chắn sẽ không tính toán, nhưng nếu như con chó điên này đã chạy tới căn hắn, vậy hắn không ngại làm cho con chó điên này biến thành chó chết. Dương huynh, hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, Tiêu Ngọc Nhi chạy tới trước mặt Dương Diệp, vẻ mặt khẩn cầu. Tiêu tiêu thư, là hắn ra tay trước. Dương Diệp khẽ nói một tiếng. Dương huynh, thật sự ngại quá, mong rằng nề mặt Ngọc Nhi mà tha cho hắn một mạng, được không? Tiêu Ngọc Nhi xin xỏ. Dương gia hắn có ơn với Tiêu gia ta, Ngọc Nhi thật sự không thể nhìn hắn chết ở trước mặt Ngọc Nhi được. Dương Diệp nhìn Tiêu Ngọc Nhi một lát, hắn nhớ lại chuyện trước đây Tiêu Ngọc Nhi từng giúp mình nên lập tức khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía cửa thành. Nhìn Dương Diệp xoay người rời đi, Tiêu Ngọc Nhi lại cười gượng, không cần phải nói, sau này gặp mặt chỉ sợ cũng không thể là bằng hữu được nữa. Nhưng nàng không có cách nào, nếu như nàng nhìn Dương Dũng chết ở trước mặt nàng, hơn nữa còn là bởi vì nàng, vậy Tiêu gia nhất định sẽ gặp phải công kích mang tính hủy diệt, lúc này Tiêu gia căn bản không đủ để chống lại Dương gia. Mà ở giây phút Dương Diệp vừa quay người lại, Dương Dũng vốn rơi xuống mặt đất lại đột nhiên đứng lên, trên gương mặt hắn đầy vẻ dữ tợn, chỉ thấy trong tay trái hắn đã có thêm một thuật phù trung cấp, Dương Dũng không nói lời nào, mở ra thần phù trung cấp và ném mạnh về phía Dương Diệp, tờ thuật phù này bắn về phía sau lưng của Dương Diệp kích bắn tới. Thuật phù đón gió tăng vọt, hóa thành hơn 10 cái gai băng, kèm theo tiếng xé gió chói tai vang lên và công kích về phía Dương Diệp. Khốn kiếp! Chết đi cho ta, ha ha. Nhìn gai băng này bắn nhanh về phía sau lưng Dương Diệp, Dương Dũng cười lớn đầy vẻ hung ác. Dương Diệp khe khẽ thở dài, xoay người chém một kiếm, một đường kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đánh na chất nhiều gai băng, đồng thời tốc độ không giảm bắn nhanh về phía Dương Dũng đang lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Mà vào lúc này, một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Dũng, ngăn cản kiếm khí kia của Dương Diệp. Dương Diệp thấy thế, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Nhi, bởi vì quả cầu lửa này chính là thuật phù do Tiêu Ngọc Nhi ném ra lúc trước. Dương huynh, Tiêu Ngọc Nhi muốn nói cái gì, nhưng lúc này Dương Diệp lại là ngắt lời nàng, nói. Tiêu tiêu thư, ta rất quý trọng hữu nghị giữa chúng ta, nhưng nàng cũng thấy đấy, nể mặt nàng, ta muốn buông tha hắn, nhưng vấn đề là hắn không muốn buông tha cho ta. Cho nên, vì để tránh phiền phức cho sau này, ta quyết định vẫn phải giải quyết hắn. Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười tớn đột nhiên từ trong cửa thành truyền đến, trong phút chốc, một người trung niên ra. Người trung niên nhìn Dương Diệp, trên gương mặt đầy khinh thường nói. Ở đề đô giải quyết người của Dương gia ta, khẩu khí này của các hạ quá tớn nhỉ. Khi nhìn thấy người trung niên, trên mặt Dương Dũng tập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chạy tới trước mặt người trung niên, sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói. Tam thúc! Thúc đến chậm một bước thì sẽ không gặp được chất nhi đâu. Ta với Ngọc Nhi đang chơi vui vẻ, đệ tử kiếm tông này coi trọng Ngọc Nhi tại muốn đùa giỡn Ngọc Nhi, chất nhi giận dữ ra tay lại bị hắn thiếu chút nữa giết chết. Tam thúc, thúc phải giúp chất nhi đòi tại công bằng mới được. Nghe được Dương Dũng nói vậy, Dương Diệp không khỏi lắc đầu, trên đời này lại có toại người vô sỉ không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là cánh rừng lớn chim gì cũng có, hắn xem như là được tăng thêm kiến thức. Người trung niên nhìn Dương Dũng, trong mắt lóe lên một tia sủng ái, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, lạnh lùng nói. Đệ tử kiếm tông thật đúng là bá đạo. Dương bá phụ. Đúng lúc này, Tiêu Ngọc Nhi đang chuẩn bị nói gì tại bị người trung niên ngắt lời nói. Tiêu nha đầu, mấy ngày nữa là ngày ngươi cùng Dũng nhỉ đính hôn, đến lúc đó ngươi chính là con dâu của Dương gia ta, mong ngươi nhớ kỹ thân phận của ngươi. Tiêu Ngọc Nhi còn muốn nói điều gì đó. Lúc này thân hình Dương Diệp lại đột nhiên thoáng động, lao về phía Dương Dũng. Hắn luôn là người thích ra tay không thích dùng tài hùng biện. Nhìn thấy Dương Diệp lại có thể trực tiếp ra tay, trong mắt người trung niên hiện lên một tia sát ý, tức giận nói. Thật hay cho tiểu tử càn rỡ, ở trước mặt Dương gian ta, còn chưa tới phiên ngươi làm càn, ngày hôm nay ta lại thay sư môn trưởng bối kiếm tông của ngươi giáo huấn tiểu tử càn rỡ ngươi một chút. Người trung niên vừa dứt lời, thân hình lại thoáng động. Đi tới trước mặt Dương Dũng, sau đó huyền khí trong cơ thể trào về phía trong cánh tay phải, đập mạnh về phía Dương Diệp. Nhìn thấy người trung niên ra tay,
Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sát ý, hắn không phải là một người thích gây sự, nhưng hắn càng không phải là một người sợ phiền phức. Cho nên, khi người trung niên đi tới trước mặt Dương Diệp rút kiếm lại không chút lưu tình chém xuống, một kiếm này nhanh chóng vô cùng. Tử Linh kiếm vừa tiếp xúc đến cánh tay của người trung niên lập tức kinh hãi gần chết, múa lùi trở ra, nhưng vẫn muộn rồi, xoẹt một tiếng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh tay của người trung niên mang theo một dòng máu tươi trực tiếp bay ra ngoài. Còn chưa kết thúc, chỉ thấy giữa sân có một đường ánh sáng màu vàng hiện lên, sau đó hai mắt của người trung niên lập tức trợn tròn, đầu của người trung niên từ trên cỗ rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người nhất thời ngây người. Một cường giả cảnh giới vương giả lại như vậy bị một huyền giả cảnh giới tiên thiên giết chết trong nháy mắt. Dương Dũng lại giống như bị trói chặt vậy, nhìn chằm chằm vào người trung niên không có đầu đã nằm trên mặt đất, đây chính là tam thúc của hắn đấy, là cường giả cảnh giới vương giả đấy, không ngờ lại bị một kiếm của đối phương giết chết trong nháy mắt như vậy. Làm sao có thể như vậy được? Dương Dũng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, bởi vì Dương Diệp nhìn về phía hắn. Dương Dũng thấy ánh mắt Dương Diệp nhìn qua thì toàn thân run lên, theo bản năng liền lùi lại phía sau vài bước, hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Ta là người của Dương gia, Dương Tùng cùng Dương Phong Đường ca ta cũng đi vào dãy núi Thanh Vân, thực lực bọn họ rất mạnh, ngươi. Nghe được Dương Dũng nói vậy, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, hắn đã từng nghe nói về hai người Dương Dũng vừa nhắc tới, suy nghĩ một lát, Dương Diệp lại nhớ ra. Hai người này không phải là hai người con cháu Dương gia trước đây muốn đánh cướp hắn sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn Dương Dũng, lắc đầu, Dương gia này được xưng là một trong bốn gia tộc lớn của Đế Đô, thế nào lại xuất hiện toàn con cháu như vậy chứ? Nhìn thấy Dương Diệp dừng bước lại thì trong lòng Dương Dũng vui mừng, cho rằng Dương Diệp đã bị hai đường ca của hắn dọa, ngay lập tức hắn tại thấy tự tin, ưỡn thẳng ưng, nói chuyện đầy khí thế. Tiểu tử, nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, cho dù ngươi là đệ tử kiếm tông, Dương gia ta cũng nhất định sẽ diệt toàn tộc của ngươi. Dương Diệp nghe được Dương Diệp nói, hai mắt hơi híp tại, vào lúc hắn muốn ra tay, Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Dương Dũng, sau đó cho Dương Dũng một cái tát và phẫn nộ quát. Ngươi đúng là kẻ ngu ngốc, còn không mau xin tội cho Dương huynh. Ngươi là muốn chết rồi sao? Nàng cũng chỉ ước gì kẻ hoàn khố đần độn trước mắt này chết đi cho rồi, nhưng không có cách nào, nàng không thể để cho hắn chết, nếu như hắn đã chết, Dương gia nhất định sẽ giận chó đánh mèo tới Tiêu gia, đến lúc đó, Tiêu gia lại thật sự sẽ nguy hiểm sớm tối. Những đám người xung quanh nhìn Dương Dũng, đều là lắc đầu, Dương Dũng này thật sự là đần độn đến cực điểm rồi. Một tiên thiên có thể chém giết cường giả cảnh giới vương giả, kiếm tông sẽ để Dương gia người đối phó với hắn sao? Còn nữa, hiện tại mạng nhỏ của người còn nằm ở trong tay người ta, người còn ra nói tẩy uyếp, người này phải ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể chuyện ngu xuẩn như thế. Bị Tiêu Ngọc Nhi tát một cái khiến Dương Dũng sừng sốt, sau đó trong nháy mắt hắn trở nên điên cuồng và chỉ vào Tiêu Ngọc Nhi giống như phát điên quát. Nàng tại vì hắn mà đánh ta, con tiện nhân này, ta cho nàng biết, nàng cùng hắn đều sẽ chết, còn cả Tiêu gia của nàng cũng sẽ bị diệt tộc, các ngươi đều sẽ bị diệt tộc. Tiêu Ngọc Nhi nhìn Dương Dũng lắc đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, xin xỏ. Dương huynh. Dương Diệp lại cắt ngang lời Tiêu Ngọc Nhi nói. Tiêu tiểu thư, ta hiểu rõ ý của tiểu thư, cũng biết lo lắng của nàng. Nhưng cho tới nay, nàng hình như đều quên mất một điểm, đó chính là không phải Dương Diệp ta tìm hắn gây phiền phức, mà là hắn muốn gây phiền phức khô ta. Nàng đã hết lần này tới tần khác bảo ta hạ thủ lưu tình. Làm người hình như không thể làm như vậy đi. Dương Diệp rất quý trọng mỗi tình cảm bằng hữu, cho nên khi lần đầu tiên Tiêu Ngọc Nhi bảo hắn hạ thủ lưu tình, hắn đã hạ thủ lưu tình. Nhưng lần này, cho dù túi cỏ trước mắt này là nhi tử của trưởng giáo Nguyên Môn, hắn cũng không thể không giết được, cả đời này, hắn hận nhất là người khác lấy người nhà hắn tới uy hiếp hắn. Tiêu Ngọc Nhi cười khổ, nói. Xin tội, Dương huynh, lần này thật sự là Ngọc Nhi ích kỷ. Nhưng Ngọc Nhi vẫn không thể để cho huynh giết hắn ở trước mặt Ngọc Nhi được. Tiêu Ngọc Nhi nói đến đây thì cổ tay thoáng động, một thuật phù trung cấp thượng phẩm xuất hiện ở trên tên nàng, nói. Dương huynh, Ngọc Nhi không có ý đối địch với huynh, xem như nể tình trước kia, huynh rời đi được không? Nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi tây ra thuật phù, Dương Diệp khẽ nở nụ cười, lắc đầu, nói. Tiêu tiểu thư,
thành thật mà nói, ta rất quý trọng tình cảm hữu nghị giữa chúng ta, nhưng hiện tại xem ra, ta ngược lại chỉ có một bên tình nguyện. Nếu như vậy, thì bỏ qua đi. Dương Diệp nói xong, đột nhiên biến mất, lao về phía Dương Dũng ở sau lưng Tiêu Ngọc Nhi. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, trong mắt Tiêu Ngọc Nhi lóe lên một tia giãy giụa, nhưng vừa nghĩ tới Tiêu gia, Tiêu Ngọc Nhi lại không hề do dự, tay ngọc ném thần phù trung cấp về phía Dương Diệp. Thuật phù đón gió tăng vọt, ở trên không trung khẽ run lên, sau đó lại là hóa thành một đạo phong nhận hình bán nguyệt lao về phía Dương Diệp. Đúng, đúng, giết chết hắn đi. Dương Dũng ở bên cạnh nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi ném ra thuật phù, hắn điên cuồng kêu lên. Thấy Tiêu Ngọc Nhi ra tay, Dương Diệp lắc đầu và nhìn về phía Tiêu Ngọc Nhi, trong mắt hắn đầy lạnh lùng, há rút kiếm chém ra một phát, phong nhận lập tức bị chém nát. Tốc độ của Dương Diệp không giảm, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tiêu Ngọc Nhi, cỗ tay hắn thoáng động, tử linh kiếm đã nằm ngang trên cổ Tiêu Ngọc Nhi, Dương Diệp nhìn Tiêu Ngọc một lát, thanh kiếm cuối cùng không có cắt xuống. Thân hình Dương Diệp thoáng động, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Tiêu Ngọc Nhi, sau đó tử linh kiếm cắt xuống đầu của Dương Dũng còn không kịp phản ứng. Sau một kiếm kết thúc mạng sống của Dương Dũng, Dương Diệp xoay người và đi về phía trong cửa thành, sau khi đi mấy bước, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, nói. Tiêu tiểu thư, lần này sở dĩ ta không giết tiểu thư, là bởi vì ta đã từng xem tiểu thư là bằng hữu, đối đãi với bà ngữ giống như người thân, Dương Diệp ta có thể thay đổi nguyên tắc của ta. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta không còn là bằng hữu nữa. Dương Diệp nói xong lại bước nhanh đi về phía cửa thành. Ở cửa thành, Tiêu Ngọc Nhi nghe được lời nói của Dương Diệp thì không khỏi cười khổ, nàng sớm biết chuyện sẽ trở thành như vậy, nàng không nên đáp ứng tên hoàn khố Dương Dũng này đi ra chờ hai đường huynh của hắn. Lúc Dương Diệp sắp đi vào cửa thành lúc, một đội binh sĩ mặc khôi giáp màu bạc đột nhiên từ trong cửa thành lao ra, sau đó bao vây xung quanh Dương Diệp. Khi một nam tử trung niên dẫn đầu đám binh sĩ này nhìn thấy cơ thể của Dương Dũng, hai mắt hắn lập tức đỏ ửng. Nam tử trung niên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, sắc mặt dữ tợn nói. Quan hệ giữa Dương gia ta cùng Kiếm Tông cũng không tệ, nếu ngươi là đệ tử Kiếm Tông, vậy vì sao phải ra tay đối với con cháu Dương gia ta? Cho dù hắn có làm gì không đúng, lẽ nào ngươi không thể giáo huấn hắn một chút, cũng không nên giết hắn chứ? Hóa ra ngươi cũng biết là hắn không đúng à? Dương Diệp bật cười một tiếng, nói. Xem ra ngươi hiểu rất rõ về tiểu tử kia, nếu đã hiểu rõ tiểu tử kia như vậy, vì sao không giáo dục hắn thật tốt, lại để cho hắn đi ra đường tìm chết như vậy? Ngươi chính là Dương Diệp. Nam tử trung niên đột nhiên hỏi. Dương Diệp nghe vậy thì có chút bất ngờ, cau mày nói. Làm sao ngươi biết? Nghe được câu trả lời của Dương Diệp. Trên mặt nam tử trung niên đã bớt đi vài phần dữ tợn, hắn nhìn Dương Diệp, trong mắt nhiều có ý tứ không thể hiểu được, một lát sau, nam tử trung niên nhìn thật sâu vào trong mắt của Dương Diệp, nói. Ngươi thật sự không nên giết hắn. Người trung niên nói xong lại dẫn theo mọi người xoay người rời đi. Dương Diệp càng nhíu mày lông mày, lúc trước hắn đã chuẩn bị sẽ ra tay, nhưng đối phương tại đột nhiên rời đi, người trước mắt này có ý gì? Bây giờ hắn vẫn không hiểu ra sao cả. Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ về những điều này nữa, hắn đi về phía hoàng cung của đế quốc Đại Tần. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp tại đi tới cửa của hoàng cung đế quốc Đại Tần, lúc này số lượng người ở cửa hoàng cung tại ít hơn khi Thanh Vân Bảng mở ra rất nhiều, ở chỗ quảng trường trước cửa hoàng cung có một người trung niên nho nhã đang ngồi ghi chép gì đó. Khi nhìn thấy người trung niên này, Dương Diệp thoáng ngá người ra, trong mắt đầy vẻ bất ngờ. Bởi vì người trung niên nho nhã này tại chính là Lý Tư thừa tướng của đế quốc Đại Tần. Dương Diệp đi tới, thi lễ với Lý Tư, sau đó cổ tay thoáng động, 30 cái nội đan huyền thú vương cấp xuất hiện ở trên bàn trước mặt Lý Tư. Lý Tư ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tiểu huynh đệ, người phải biết rằng đạt được càng nhiều nội đan huyền thú vương cấp, ở trong lúc rút thăm thi đấu vòng thứ hai. Ngươi lại càng không dễ dàng gặp phải những thiên tài yêu nghiệt có thực lực vô cùng cường hãn. Ngược lại, nếu như thu được nội đan huyền thú vương cấp càng ít, lại càng dễ dàng gặp được những đệ tử thiên tài này. Dương Diệp nghe vậy lại nhíu mày, nói. Tiền bối, như vậy không phải rất không công bằng đối với những tán tu kia cùng huyền giả thực lực thấp sao? Công bằng xà. Lý Tư mỉm cười, nói. Tiểu huynh đệ, trên đời này cũng không có công bằng tuyệt đối. Cũng đúng. Dương Diệp cũng mỉm cười, nói. Rất lâu rồi,
trên đời này vốn không có cái gọi là công bằng. Thanh Vân bảng là sân khấu của cường giả, người không có thực lực tới tham gia, muốn thông qua nó một lần bay lên trời là không hiện thực. Nhưng là từ Thanh Vân bảng lần thứ nhất đến bây giờ, vẫn có rất nhiều người thực lực không đủ tới tham gia Thanh Vân bảng, hy vọng có thể mượn sân khấu này một lần bay lên trời. Nhưng kết quả rất nhiều người trẻ tuổi vốn có tiền đồ tốt đẹp lại chết ở trên võ đài này, con người ấy, vì sao lại không thể nhìn thẳng vào thực lực của mình, mà cứ đi làm những chuyện bọn họ không thể làm chứ? Lý Tư nói. Dương Diệp nói. Tiền bối nói tất nhiên có lý, nhưng ta cho rằng trên đời này có rất nhiều chuyện, cho dù chúng ta biết rõ đi tạm có khả năng sẽ chết, nhưng chúng ta vẫn phải đi làm. Bởi vì trên đời này có rất nhiều thứ khiến cho chúng ta có thể dùng tính mạng bảo vệ cùng phấn đấu, đúng không? Lý Tư liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu một cái nói. Tiểu huynh đệ nói có lý, thật sự trên đời này có rất nhiều thứ đáng để chúng ta hy sinh tính mạng vì nó. Lý Tư nói đến đây lại vung tay phải tên, một tấm lệnh bài sắt bay về phía Dương Diệp, nói. Đây là chứng nhận thân phận đẻ tham gia vòng thứ hai, ngàn lần không được đánh mất, ba ngày sau. Hy vọng tiểu huynh đệ có thể thu được một thứ tự tốt ở trên Thanh Vân bảng. Tiếp nhận lệnh bài sắt, Dương Diệp hơi thi lễ với Lý Tư, sau đó xoay người rời đi. Vào lúc Dương Diệp mới vừa đi, một người trung niên mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện ở bên cạnh Lý Tư. Thế nào? Người trung niên mặc khôi giáp màu vàng nhìn Lý Tư, lên tiếng hỏi. Lý Tư nói, tâm tính không sai, thực lực không tệ. Tuy nhiên vì hắn mà đắc tội Bách Hoa Cung thì vẫn không đáng. Cho dù Đại Tần ta cuối cùng có một ngày ra tay với những tông môn thế gia này, nhưng bây giờ còn chưa được. Cho nên đề nghị của ta là bỏ qua hắn. Người trung niên mặc khôi giáp màu vàng lắc đầu, nói. Người tốt nhất vẫn nên suy nghĩ lại thì thỏa đáng hơn. Trong mắt Lý Tư lóe lên một tia kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía người trung niên nói. Vì sao? Người trung niên mặc khôi giáp màu vàng trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta cũng không nói rõ được, chẳng qua ta cảm giác hắn không đơn giản. Còn nữa, theo gian hàng trong dãy núi Thanh Vân báo lại, hắn đã giao đấu cùng với Du Nhiên mà không chỉ không bại, còn lành lặn trở ra, ngoại trừ giao đấu với Du Nhiên, hắn còn giao đấu cùng Nguyên Đồng, cho dù hắn rơi xuống hạ phong, nhưng hắn vẫn an toàn trở ra. Còn nữa... Hắn có thể trốn thoát ra khỏi sự vây bắt giữa huyền giả nhân loại cùng huyền thú của đế quốc huyền thú, người cảm thấy nguyên nhân thật sự chỉ bởi vì con huyền thú thần bí kia của hắn sao? Lý Tư im lặng, bọn họ đương nhiên là biết tất cả những chuyện phát sinh trong dãy núi Thanh Vân. Khi biết các loại sự tích của Dương Diệp, bọn họ lại bắt đầu điều tra về Dương Diệp, ở dưới sự điều tra của con vật khổng lồ đế quốc Đại Tần này, thân phận của Dương Diệp, cùng với ân oán giữa hắn và Bách Hoa Cung trong đều hiện rõ trước mắt. Hắn cũng thấy thỏa mãn về Dương Diệp, người này tuổi còn trẻ lại tính ngộ kiếm ý, thành tựu sau này nhất định sẽ không tầm thường, nếu như hắn có thể gia nhập đế quốc Đại Tân, vậy đế quốc Đại Tân sau này lại sẽ có thêm một vị cường giả. Nhưng đáng tiếc, kẻ địch của Dương Diệp là Bách Hoa Cung, tây tính cách của Dương Diệp, muốn cho hắn gia nhập đế quốc Đại Tân, cam tâm bán mạng cho đế quốc Đại Tân, vậy cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn cứu mẫu thân hắn ra. Chẳng qua, vì hắn mà đối địch với Bách Hoa Cung. Trong cuộc trao đổi này đế quốc Đại Tần thật sự không có lời. Nói tóm lại, lúc này Dương Diệp thể hiện ra giá trị còn chưa đủ để đế quốc Đại Tần vì hắn đi đắc tội Bách Hoa Cung. Lý Tư vẫn lắc đầu, nói. Ngươi chắc hẳn hiểu rõ quan hệ giữa Đại Tần ta cùng Tông Môn, nếu như Đại Tần ta không có lý do hợp lý, tùy tiện ra tay với bất kỳ một thế lực nào trong 6 thế lực lớn, bọn họ nhất định sẽ lập tức liên kết tại với nhau, sẽ gây ra uy hiếp khó có thể giải quyết được cho Đại Tần ta. Nam tử mặc khôi giáp màu vàng trầm ngâm một lát, sau đó nói. Hắn còn nắm giữ một con huyền thú thần bí. Con huyền thú này có lực uy hiếp cực lớn đối với tộc quần huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn. Lý Tư khẽ cười, nói. Ngươi biết sau khi túy đạo nhân của Kiếm Tông xuất hiện, vì sao không tìm tiểu tử này đòi con huyền thú thần bí này sao? Vì sao? Lý Tư không trả lời, trái lại là tại hỏi. Ngươi cảm thấy vị đế quốc huyền thú kia sẽ để nó tới uy hiếp đế quốc huyền thú à? Nam tử mặc khôi giáp màu vàng lắc đầu. Cho nên, con huyền thú thần bí này căn bản là một tai họa, bất kỳ một thế lực nào nhận được nó, đều sẽ bị đế quốc huyền thú điên cuồng trả thù. Đây là nguyên nhân khác túy đạo nhân của Kiếm Tông không có ý định lấy cần huyền thú thần bí kia. Lý Tư nói, đặc biệt là đế quốc Đại Tần ta,
nếu như đế quốc Đại Tần ta nhận được nó, ta dám cam đoan vị của đế quốc huyền thú kia sẽ lập tức phá hủy tất cả hiệp nghị với nhân loại ta, sau đó vạn thú cùng rời khỏi núi. Ý của ngươi là lúc này Dương Diệp đã bị vị trong thập vạn đại sơn kia để mắt tới sao? Nam tử mặc khôi giáp màu vàng cau mày nói. Lý Tư khẽ gật đầu, nói. Đây cũng là nguyên nhân ta thật sự buông tha hắn, hắn có tiềm lực trở thành một cường giả, nhưng đó là chuyện sau này. Phải biết rằng, lúc này kẻ địch của hắn cũng không chỉ là Bách Hoa Cung mà thôi, còn có Nguyên Môn, Quỷ Tông, cùng với đế quốc huyền thú của thập vạn Đại Sơn. Nếu như hắn không số mệnh cực tốt, chỉ dựa vào công hội Phù Văn Sư thì không bảo vệ nổi cái mạng nhỏ của hắn đâu. Nếu như hắn đoạt được vị trí đứng đầu Thanh Vân Bảng. Nam tử mặc khôi giáp màu vàng đột nhiên nói. Vậy Đại Tần ta sẽ bất chấp tất cả mọi giá lôi kéo hắn. Lý Tư nói. Chẳng qua có khả năng sao. Thanh Vân Bảng lần này nhất định là sân khấu của các đệ tử Nguyên Môn cùng Học Viện Hoàng gia của đế quốc Đại Tần ta, và cả hai cung nữa. Hy vọng là như vậy. Nam tử mặc khôi giáp màu vàng khẽ nói. Sau khi rời khỏi Hoàng cung Đại Tần, Dương Diệp đi tới công hội Phù Văn Sư. Vừa tới đến công hội Phù Văn Sư, Dương Diệp đã bị sư phụ Lâm Sơn kéo đến một gian trong đại sảnh. Trong đại sảnh, có rất nhiều lão đầu đang tầu. Tiểu tử, người có biết người đã chọc phiền toái tớn thế nào không? Nhìn vẻ mặt Dương Diệp vẫn mờ mịt, Lâm Sơn trầm giọng nói. Phiền phức sao? Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, sau đó không hiểu nói. Sư phụ, ta có phiền phức gì? Người có phải có một con huyền thú thần bí hay không? Lâm Sơn trầm giọng hỏi. Tử Điêu đã bị tổ nên Dương Diệp không cần giấu giếm, tập tức khẽ gật đầu, nói. Có tiên quan tới vật nhỏ sao? Đương nhiên ta có tiên quan rồi. Lâm Sơn cười gượng, nói. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bình yên từ thập vạn Đại Sơn trở về, có thể không cần. O nghĩ, ngươi sử dụng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, nếu như ngươi tà thú hoàng trong thập vạn Đại Sơn. Ngươi sẽ để một huyền thú có uy hiếp cực lớn đối với đế quốc huyền thú rơi vào tay của một nhân loại sao? Sẽ không. Dương Diệp thành thật trả lời nói. Ngươi nếu đã biết ta không, ngươi còn muốn dẫn theo nó trở về làm gì? Lâm Sơn có chút tức giận nói. Ngươi có biết thú hoàng này khủng khiếp tới mức nào không? Thực lực của hắn tại có thể so với Túy đạo nhân. Của Kiếm Tông đấy. Sư phụ, ta không phải đã bình yên trở về sao? Dương Diệp cười gượng, nói. Còn nữa, nếu thú hoàng gì đó tà cường giả loại cấp bậc đó, cũng sẽ không đi đối phó với loại tôm tép như ta. Lâm Sơn cười lạnh, nói. Tiểu tử, người có biết hay không, khi biết người tại có. Loại huyền thú thần bí này, trái tim sư phụ của ngươi thiếu. Chút nữa đã cho ngươi bị hù dọa tới vỡ cả ra rồi, khi đó, ta đã chuẩn bị tinh thần đi dãy núi Thanh Vân nhặt xác cho ngươi. Thú hoàng thật sự khinh thường phải ra tay với ngươi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho con huyền thú thần bí này rơi vào trong tay của bất kỳ một thế lực nào, bởi vì như vậy sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với đế quốc huyền thú của hắn. Bây giờ ngươi là người công hội Phù Văn Sư, tiểu tử ngươi hiểu chưa? Dương Diệp cau mày nói. Túy tiền bối không phải đã giao hẹn cùng đế quốc huyền thú, bọn họ sẽ không tới tìm ta gây phiền toái sao? Lẽ nào bọn họ tại đổi ý? Đổi ý hay không thì ta không biết. Lâm Sơn nói. Ta chỉ biết, nếu như ngươi tiếp tục để cho con vật nhỏ thần bí này đi theo ngươi, phiền toái của ngươi nhất định sẽ càng phúc càng nhiều, càng túc càng lớn. Được rồi, tiểu tử, ngươi thả vật nhỏ kia ra cho chúng ta xem thử đi, chúng ta cũng muốn xem thử rốt cuộc à huyền thú lai lịch gì, tự nhiên lại có thể uy hiếp tộc quần huyền thú của thập vạn Đại Sơn. Nghe được Lâm Sơn nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Bọn họ cũng rất tò mò về huyền thú thân bí có thể uy hiếp huyền thú của thập vạn Đại Sơn. Vào lúc Dương Diệp chuẩn bị nói chuyện, lão nhân tóc trắng ngồi ở chủ vị cũng chính là sư bá của Dương Diệp đột nhiên nói. Tiểu tử, nếu như có thể hãy để cho chúng ta trông thấy nó. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không gây bất lợi cho nó. Dương Diệp cười gượng, nói. Các vị tiền bồi, không phải ta không tin các vị tiền bồi, chẳng qua lúc này nó thật sự không tiện đi ra. Còn nữa, ta với nó là bằng hữu quan hệ mà không phải là quan hệ chủ tớ. Bằng hữu quan hệ. Lão nhân tóc trắng có phần sững sờ, sau đó nói. Tiểu tử, người nói người trở thành bằng hữu cùng một con huyền thú vương cấp sao? Dương Diệp khẽ gật đầu.
Lão nhân tóc trắng cùng với mọi người nhất thời cảm thấy kỳ lạ liếc mắt nhìn Dương Diệp, mọi người đều biết, ở Nam Vực, cho dù quan hệ giữa nhân loại cùng huyền thú không phải như nước với lửa, nhưng tuyệt không thể nói là tốt. Chỉ cần nhân loại không tiến vào thập vạn đại sơn, huyền thú không ra khỏi thập vạn đại sơn, vậy hai tộc sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu như nhân loại tiến vào thập vạn đại sơn, hoặc huyền thú tiến vào thế giới nhân loại, vậy tuyệt đối sẽ bị đối phương vô tình giết chết. Nhân loại mơ ước nội đan của huyền thú nhìn nhân loại như nhìn kẻ thù, đây cũng là điều mọi người đều biết. Mà bây giờ một nhân loại cùng một con huyền thú vương cáp trở thành bằng hữu, ở trong lịch sử toàn bộ Nam Vực cũng chưa từng xuất hiện qua điều này. Một lát sau, lão đầu tóc bạc cười gượng tắc đầu, nói. Tiểu tử, quan hệ giữa ngươi cùng huyền thú thần bí này ngược lại rất tốt, nó lại có thể vì ngươi mà đối địch với đồng loại của nó. Dương Diệp tán thành, khẽ gật đầu, nói. Quan hệ giữa ta và nó quả thật rất tốt, chúng ta là bằng hữu sống chết có nhau. Thật ra đối với vật nhỏ, hắn đã không phải chỉ coi nó là bằng hữu, bây giờ, vật nhỏ ở trong tòng hắn đã được xem như là người thân, lại giống như tiểu giao cùng mẫu thân vậy, thật sự là người thân. Nghe được Dương Diệp nói vậy, lão nhân tóc trắng cùng Lâm Sơn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Lâm Sơn lắc đầu, quay đầu phải nhìn về phía Dương Diệp nói. Tiểu tử, mục đích của chúng ta vốn là chuẩn bị để cho ngươi rời khỏi con huyền thú thần bí này, nhưng hiện tại xem ra hình như không có khả năng. Chẳng qua sư phụ vẫn phải khuyên ngươi một câu, nếu như có thể hãy để cho nó rời đi. Phải biết rằng, nếu như thú hoàng đế quốc huyền thú kia thật sự muốn đối phó với ngươi, cho dù là công hội phù văn sư cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Đám người bên cạnh cũng tán thành và khẽ gật đầu, phải biết rằng, loại cường giả cấp bậc như thú hoàng, nếu như hắn thật sự muốn đối phó với Dương Diệp, trừ khi túy đạo nhân mỗi giây mỗi phút đứng ở bên cạnh Dương Diệp bảo vệ, nếu không... Dương Diệp tuyệt đối là 10 chết không còn khả năng sống, đương nhiên, mọi người ở đây phần nhiều chính là lo lắng vị thú hoàng kia giận chó đánh mèo xuống công hội phù văn sư. Cho dù công hội phù văn sư cũng không e ngại thú hoàng, nhưng thật sự không cần thiết ở có thêm kẻ địch cường đại như vậy. Nói trắng ra một chút chính tà, thật sự không cần thiết vì Dương Diệp đắc tội con vật khổng lồ đế quốc huyền thú này. Không thể nói những người này vô tình, thế lực dù sao cũng liên quan đến lợi ích của mọi người. Không có bất kỳ lợi ích nào cả, bọn họ dựa vào cái gì phải vì Dương Diệp mà trở mặt cùng con vật khổng lồ đế quốc huyền thú này. Tiềm lực Dương Diệp đúng là thật sự không tệ, nhưng nói cho cùng, này đối với bọn họ không có bất kỳ tính thực chất nào lợi ích. Công hội phù văn sư rất đoàn kết, nhưng cũng phải tùy người tùy việc. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của những tên cáo giả này, hắn không trách bọn họ, thật ra cho tới nay, công hội phù văn sư đã giúp hắn rất nhiều chuyện. Mà bây giờ, phù văn sư không muốn vì hắn đắc tội đế quốc huyền thú, hắn cũng hiểu được. Dù sao ở trong này, ngoại trừ sư phụ Lâm Sơn ra, những người khác đều không có quan hệ gì với hắn, người ta dựa vào cái gì phải vì hắn để đi đối đầu cùng đế quốc huyền thú. Thế giới này chính là hiện thực như vậy, Dương Diệp đã sớm hiểu được đạo lý này. Dương Diệp nghĩ đến đây, cổ tay tại thoáng động, một cái huy hiệu công hội phù văn sư đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đặt huy hiệu ở trên chiếc bàn bên cạnh, nói. Các vị tiền bối không cần quan tâm tới chuyện của ta nữa, ta hiểu các vị tiền bối đang khó xử, cũng không muốn làm cho các vị tiền bối khó xử thêm. Từ giờ trở đi, ta không còn là người của công hội phù văn sư, Dương Diệp ta sau đó làm gì, đều hoàn toàn không có chút quan hệ gì với công hội phù văn sư. Dương Diệp nói xong lại hành lễ đệ tử với Lâm Sơn, sau đó xoay người rời đi. Từ Dương Diệp ấy ra huy hiệu phù văn sư, nói hết lời rồi rời đi, không có người nào nói giữ hắn tại, môi Lâm Sơn khẽ giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Sau khi Dương Diệp rời khỏi đại sảnh, Lâm Sơn quay đầu lại nhìn về phía lão nhân tóc trắng ngồi ở chủ vị, nói. Sư huynh, còn có những lão thất phu các ngươi nữa, bây giờ các ngươi đã hài lòng chưa? Lão nhân tóc trắng khe khẽ thở dài, nói. Thiên phú phù văn của hắn thật sự rất yêu nghiệt. Ta không muốn buông tha hắn, nhưng lúc này hắn có phiền phức thật sự rất lớn. Bách Hoa Cung, cùng với Quỷ Tông, còn có Nguyên Môn nhất định đều có ý định muốn tiêu diệt hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại hắn lại dính dáng đến con huyền thú thần bí này, lấy uy hiếp của con huyền thú thần bí kia đối với đế quốc huyền thú, vị thú hoàng đế quốc huyền thú kia sẽ để hắn bình yên sống sót sao. Hắn có thiên phú kiếm đạo tuyệt vời, nhưng ở trước mặt những phiền phức này, túy. Đạo nhân cũng đành bỏ qua hắn.
nếu như ta không đoán sai, Túy đạo nhân cùng vị thú hoàng đế quốc huyền thú kia đánh cược, chắc là trước lúc Thanh Vân bảng kết thúc sẽ không đối phó với Dương Diệp. Sợ rằng Bách Hoa cung cùng với Nguyên Môn, còn có Quỷ Tông đều đã cùng Túy đạo nhân đặt ra quy định này. Nói cách khác, Thanh Vân bảng kết thúc, hắn gần như chắc chắn phải chết. Cũng chính vì vậy, ngay cả Lý Tư luôn luôn yêu quý nhân tài cũng bỏ qua hắn. Nếu như hắn thu được vị trí đứng đầu Thanh Vân bảng thì sao? Lâm Sơn đột nhiên nói. Lão nhân tóc trắng híp mắt lại, sau một lúc lâu hắn lắc đầu nói. Không có nêu như, Thanh Vân bảng lần này nhất định là vũ đài của máy yêu nghiệt kia. Cho dù hắn có lĩnh ngộ kiếm ý, nhất định cũng chỉ có thể làm nền cho bọn họ mà thôi. Thực lực chân chính của máy tên yêu nghiệt này thật sự rất khủng khiếp. Lâm Sơn không nói gì. Đúng là thực lực của Dương Diệp không tệ, nhưng muốn nói tới chuyện có thể đoạt được vị trí đứng đầu, thì ngay cả bản thân hắn cũng không tin được. Bởi vì bất kể là Nguyên Đồng, hay là Tần Du Nhiên, còn là mấy người của hai cung cùng Quỷ Tông kia, bọn họ đều được tông môn của mình ra sức bồi dưỡng, những người này cũng không thiếu công pháp, huyền kỹ, cùng với tài nguyên tu luyện. Mà Dương Diệp thì sao? Sau khi đi ra khỏi đại sảnh, hắn ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi ở phía chân trời. Dương Diệp hít sâu một hơi, từ giờ trở đi, hắn chính là kẻ không có tổ chức, không chỗ dựa vững chắc, là người cô đơn chân chính rồi. Thành thật mà nói, cảm giác không ngừng bị người khác vứt bỏ này cũng không dễ chịu gì. Nhưng không dễ chịu thì cũng không có cách nào, ai bảo thực lực của Dương Diệp hắn quá yếu, còn kẻ địch lại quá cường đại. Thế giới này chính là như vậy, có rất nhiều chuyện, cho dù không dễ chịu đi nữa thì ngươi cũng phải chấp nhận, bởi vì thực lực ngươi yếu. Bỗng nhiên, Dương Diệp tuét miệng cười, nói. Hiện tại, ta cho các ngươi khinh thường, một ngày nào đó, ta sẽ cao tới mức các ngươi không thể với được. Thật hay cho một câu cao tới mức chúng ta không với nổi. Đúng lúc này, một giọng nữ thanh thúy vang lên ở sau tương Dương Diệp. Dương Diệp xoay người, chỉ thấy Bạch Thanh, tôn nữ của lão đầu tóc bạc, người trước đây đã từng có xung đột với hắn đã xuất hiện từ lúc nào. Còn có tiểu ma nữ Bảo Nhi và tiểu giao đã tâu không gặp đứng ở phía sau hắn. Người rất có tự tin. Bạch Thanh nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp không để ý tới nữ nhân này, thân hình hắn thoáng động và đi thẳng tới trước mặt tiểu giao, hắn khẽ xoa đầu của tiểu giao, trong mắt lóe lên sự dịu dàng. Tiểu giao đã cao hơn rồi. Tiểu giao nghe vậy thì nước mắt lưng tròng, lập tức nhào tới trong lòng của Dương Diệp, nói. Ca, còn hai ngày nữa là tới vòng thi đầu thứ hai của Thanh Vân Bảng, trong thời gian hai ngày này, Dương Diệp không hề tu luyện, hắn dành tất cả thời gian ở bên cạnh tiểu giao cùng với tiêu ma nữ Bảo Nhi. Điều làm cho Dương Diệp cảm thấy bất ngờ chính là thiên phú tu luyện của tiểu giao, bởi vì lúc này tiểu giao đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Cho dù, đây là nhờ công lao của sư phụ Lâm Sơn ra sức bồi dưỡng nàng, nhưng thiên phú tu luyện của tiểu giao như vậy vẫn khiến cho Dương Diệp thấy xấu hổ. Phải biết rằng, bây giờ tiểu giao mới bao nhiêu tuổi chứ? Khi hắn bằng tuổi tiểu giao bây giờ, hình như hắn thậm chí còn không phải là huyền giả. Ngoại trừ thiên phú của tiểu giao làm cho Dương Diệp bất ngờ ra, còn có thiên phú chế tạo phù của Bảo Nhi. Bởi vì lúc này Tiêu Bảo đã có thể chế tạo ra thân phù trung cấp, cho dù cũng chỉ là hạ phẩm, nhưng nó cũng làm cho Dương Diệp xấu hổ, phải biết rằng bây giờ hắn chỉ có thể chế tạo ra thuật phù cấp thấp thôi. Chơi đùa cùng hai tiểu nữ hài hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba, Dương Diệp đã rời khỏi giường, sau khi lau rửa một lát, hắn đi tới trước cửa Hoàng Cung Đế Đô. Ngày hôm nay chính là vòng thi đấu thứ hai của Thanh Vân Bảng. Lúc này ở cửa của Hoàng Cung Đại Tần đã có 10 đài luận võ cực lớn, ở phía dưới đài luận võ có vô số huyền giả tới tham gia vòng thi đầu thứ hai. Sau khi mặt trời chậm rãi nhô lên ở phía chân trời, một đội binh sĩ mặc khôi giáp màu bạc từ trong Hoàng Cung lao ra, sau đó bọn họ đứng ở xung quanh quảng trường. Bởi người tới quan sát thi đấu Thanh Vân Bảng quá nhiều, vì đề phòng xuất hiện xung đột cùng náo động, cho nên đế quốc Đại Tần lại phái quân đội ra để duy trì trật tự. Đúng lúc này, trên một đài thi đấu cực lớn ở chính giữa quảng trường, Lý Tư đột nhiên xuất hiện ở đó một cách quỷ dị. Lý Tư nhìn đám người đông đúc phía dưới, hắn cao giọng nói. Các vị, đầu tiên ta chúc mừng các vị đã sống sót đến được nơi này. Bởi vì, người có thể sống sót từ thập vạn Đại Sơn trở về đều có tư cách tới tham gia vòng thi đấu thứ hai. Điều này đã chứng minh thực lực của các ngươi, mà bây giờ, lại là lúc tên tuổi của các ngươi được mọi người biết tới.
chỉ cần đi vào top 30 của Thanh Vân bảng, các ngươi không những có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, còn có thể được Đại Tần thông báo tên của các ngươi cho chín châu biết, để cho người của Nam vực đều biết tới tên của các ngươi. Bây giờ, ta nói một chút về quy tắc của vòng thi đấu thứ hai. Vòng thi đấu thứ hai thực hành chế độ điểm, lần này huyền giả có tư cách tham gia vòng thi đấu thứ hai có tổng cộng 3.601 người, bọn họ sẽ được chia ra làm 10 tổ, mỗi tổ 360 người, mỗi người chiến thắng đối thủ của mình một lần, thu được một điểm, thua lại trừ đi một điểm, ba người có điểm cao nhất của mỗi tổ lại có thể thăng cấp, tham dự thi đấu xếp hạng 30 người đầu Thanh Vân bảng. Vì để cho công bằng, trong thi đấu, tất cả huyền giả không được mượn bùa chú, đan dược, cùng với các loại vật khác có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Nếu như có người vi phạm quy định, nhẹ thì loại bỏ tư cách tranh tài của người đó, nặng thì lập tức xử tử. Các ngươi phải ghi nhớ kỹ. Thời gian tiếp theo, Lý Tư lại giới thiệu một ít quy tắc tranh tài. Trong đó, hắn còn giới thiệu phần thưởng cho 30 người đứng đầu Thanh Vân bảng. Không thể không nói, phần thưởng dành cho 30 người đứng đầu Thanh Vân bảng thật sự rất mê người. Dương Diệp đứng ở trong đám người cũng không khỏi động tâm. Đương nhiên, hắn chẳng qua chỉ động tâm với phần thưởng cho 3 người đứng đầu thôi. Vị trí đứng đầu Thanh Vân bảng, thưởng một quyển huyền kỹ địa cấp trung phẩm, một món huyền bảo địa cấp trung phẩm, 5 cái thuật phù cao cấp, 5 vạn đá năng lượng, 100 cái đá năng lượng cực phẩm. Đương nhiên, còn có Thanh Vân lệnh có thể đưa ra một yêu cầu với 6 thế lực lớn cùng đế quốc Đại Tần và công hội Phù Văn Sư. Đứng thứ 2 Thanh Vân bảng, thưởng một quyền huyền kỹ địa cấp hạ phẩm, một món huyền bảo địa cấp hạ phẩm, 2 thuật phù cao cấp, 2 vạn đá năng tượng. Đứng thứ 3 Thanh Vân bảng, thưởng một huyền bảo địa cấp hạ phẩm, 2 quyền huyền kỹ huyền cấp thượng phẩm, 10 cái thuật phù trung cấp, 9.000 đá năng lượng. Khi nghe tới phần thưởng của 3 người đứng đầu, không chỉ có Dương Diệp, cho dù là tất cả huyền giả ở đây đều xôn xao. Đặc biệt là phần thưởng cho vị trí đứng đầu Thanh Vân bảng, điều này thật sự là quá hào phóng. Đó là huyền kỹ địa cấp trung phẩm cùng huyền bảo địa cấp trung phẩm đấy. Cho dù ở 6 thế lực lớn cùng đế quốc Đại Tần, loại bảo vật này cũng là tồn tại cực kỳ quý hiếm. Còn có Thanh Vân lệnh kia, có nó ngươi có thể đưa ra một yêu cầu về phía 6 thế lực lớn, còn có công hội Phù Văn Sư và đế quốc Đại Tần. Nói đơn giản một chút, ai nhận được Thanh Vân lệnh này tại tương đương với có 6 thế lực lớn cùng công hội Phù Văn Sư và đế quốc Đại Tần làm chỗ dựa vững chắc. Đây là một cơ hội tốt đối với bản thân, thậm chí là gia tộc, có thể tương đương với một lần bay lên trời đáy. Đương nhiên, rất nhiều người ở đây cũng không quá hy vọng có thể giành được vị trí đứng đầu Thanh Vân bảng. Đừng nói đùa chứ, không nói tới vị trí đứng đầu Thanh Vân bảng, cho dù là 30 người đứng đầu Thanh Vân bảng đối với bọn họ cũng khó như tên trời. Một tổ 360 người, trong 360 người chỉ có 3 người có thể thăng cấp, đi tranh đoạt 30 vị trí đầu Thanh Vân bảng. Đó là cuộc cạnh tranh tàn khốc tới mức nào. Các vị, trên lệnh bài sắt hôm qua các ngươi nhận được là máy số, các ngươi chính là tổ đó, các ngươi đi tới tổ của mình rút thăm quyết đấu. Ghi nhớ kỹ, mỗi một điểm đều rất quan trọng đối với các ngươi, bởi vì cái này cũng liên quan đến xếp hạng thi đấu sau này. Lý Tư tiếp tục nói. Dương Diệp nghe vậy, hắn lấy ra lệnh bài sắt nhận được ngày hôm qua, chỉ thấy trên mặt trước của lệnh bài sắt viết một số 9, nói cách khác. Hắn ở tổ 9. Vào lúc Dương Diệp chuẩn bị đi tới đài tuận võ số 9, hắn lại ngửi được một mùi thơm. Mộ Dung Yêu đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Yêu liếc nhìn lên lệnh bài sắt của Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là số 9 à? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Của nàng không phải cũng là số 9 chứ? Mộ Dung Yêu lắc đầu, nói. Của ta là số 8, ta thấy tổ của ta không có người nào mạnh. Ngược lại ngươi phải cẩn thận một chút. Lẽ nào Nguyên Đồng ở chỗ tổ của ta sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nguyên Đồng không ở bất kỳ một tổ nào. Mộ Dung Yêu nói. Cùng tổ với ngươi là Lý Tiên Quân của Quỷ Tông kia. Lý Tiên Quân của Quỷ Tông sao? Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó hỏi. Nguyên Đồng không cùng tỏ với bất kỳ kẻ nào. Điều này là có ý gì? Mộ Dung Yêu đưa tay vuốt lọn tóc bên tai, sau đó khẽ nói. Hắn tương đối đặc biệt, bởi vì cho hắn đến bất kỳ một tổ nào, cũng là không công bằng với những huyền giả tham gia thi đấu ở tổ đó. Cho nên, 6 thế lực lớn cùng đế quốc Đại Tần, và công hội Phù Văn Sư nhát chí quyết định để cho hắn đủ điểm trực tiếp thăng cấp đến vòng tiếp theo. Vậy còn đám người Tần Du Nhiên cùng Văn Nhân Nguyệt thì sao?
Dương Diệp lại hỏi. Bọn họ sẽ không đãi ngộ như vậy. Tần Du Nhiên bị phân đến tổ 1, Văn Nhân Nguyệt bị phân đến tổ thứ 2, Lãnh Tâm Nhiên ở tổ thứ 4. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ba người bọn họ khẳng định đều sẽ đứng đầu tổ để tiền vào vòng trong. Tổ ta cũng không đối thủ gì đặc biệt mạnh, muốn thăng cấp không khó lắm. Ngược lại, tổ này của ngươi không chỉ có Quỷ Tông Lý Tiên Quân, còn có Hạo Minh của Hạo Nguyệt Tông, ngươi phải cẩn thận. Mộ Dung Yêu nói, Hạo Minh của Hạo Nguyệt Tông à? Dương Diệp nói, chính là người duy nhất của Hạo Nguyệt Tông còn sống sót ở trong dãy núi Thanh Vân kia sao? Mộ Dung Yêu khẽ gật đầu, nói, lần này, Hạo Nguyệt Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng, ngoại trừ Hạo Minh này ra, các đệ tử thiên tài khác đều chết ở trong dãy núi Thanh Vân. Hạo Minh này vẫn hết sức giấu mình, đối với người nào cũng ôn hòa và nhã nhặn, không tranh không làm khó ai cả. Nhưng hắn càng như vậy, ta càng cảm thấy hắn không đơn giản. Đương nhiên, kẻ địch lớn nhất của ngươi vẫn là Lý Tiên Quân. Lần này, các ngươi nhất định sẽ gặp nhau, mà hắn tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Cho nên, ngươi cần phải cẩn thận, hắn không đơn giản đâu. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta sẽ không khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Mộ Dung Yêu khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Dương Diệp do dự một lát, sau đó nàng nói. Chuyện lần trước ở trong dãy núi Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, sau đó mỉm cười, nói. Muốn nói cảm ơn cũng là ta nói với nàng mới phải. Cho tới nay, khi ở trong kiếm tông đều là nàng nói chuyện giúp ta. Mộ Dung Yêu lắc đầu nói. Không quan tâm thế nào, ta suốt đời khó quên được ơn cứu mạng. Dương Diệp đang chuẩn bị nói gì đó, lúc này mọi người xung quanh vốn đang ồn ào náo động đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nguyên Đồng tới rồi, Nguyên Đồng tới rồi. Không biết có ai đó hô lên một câu. Dương Diệp nghe tiếng thì nhìn tại, chỉ thấy 5 người, Tần Du Nhiên, còn có Văn Nhân Nguyệt, cùng với Lãnh Tâm Nhiên, Lý Tiên Quân và Nguyên Đồng với Nguyên Đồng dẫn đầu tự bên trong cửa Hoàng Cung chậm rãi đi ra. Không hổ danh là mấy người mạnh nhất thế hệ trẻ của Nam Vực. Thật không nghĩ tới ở cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể tạo cảm giác áp bách cho chúng ta. Đặc biệt là Nguyên Đồng này, hắn không hổ danh là tồn tại có khả năng trở thành vũ thần nhát. Nhìn sự tự tin và khí phách của hắn đi. Đúng vậy, ôi, cùng là cảnh giới tiên thiên, vì sao chênh lệch giữa chúng ta cùng người khác tại tớn như vậy chứ? Ai bảo lúc mẹ ngươi sinh ngươi ra tại không cho ngươi chút thiên phú chứ? Lăn đi! Mộ Dung Yêu nhìn mấy người Nguyên Đồng lại trầm giọng nói. Lần này Thanh Vân Bảng rất quan trọng đối với Nguyên Đồng, nó có liên quan đến con đường thí tuyển vũ thần của hắn sau này, hắn tuyệt đối không thể thua. Cho nên, Nguyên Môn rất có khả năng sẽ cho hắn con át chủ bài nào đi. Nếu như sau khi ngươi thăng cấp gặp phải hắn, có thể nhận thua thì cứ nhận thua đi, nếu không hắn chắc chắn sẽ không nương tay với ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Dương Diệp khẽ cười, nhưng không nói gì. Nguyên Đồng thật sự rất mạnh, nhưng cho dù mạnh mẽ thế nào, muốn Dương Diệp hắn trực tiếp chịu thua thì tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng, lần này có liên quan đến vấn đề an nguy của mẫu thân hắn, cho nên đừng nói là một Nguyên Đồng, cho dù là 100 Nguyên Đồng, 1000 Nguyên Đồng, hắn đều sẽ rút kiếm đánh một trận. Có một số việc có thành công hay không hắn không biết, nhưng hắn nhất định phải đi làm, tại giống như chuyện bây giờ. Nhìn thấy được vẻ mặt của Dương Diệp, Mộ Dung Yêu khe khẽ thở dài, nàng đã tiếp xúc với Dương Diệp một thời gian, nàng cũng hiểu một chút về tính cách của Dương Diệp. Cho nên khi nhìn thấy vẻ mặt của Dương Diệp, nàng lại biết muốn bảo Dương Diệp trực tiếp chịu thua thì căn bản không có khả năng. Tuy nhiên cũng đúng, đừng nói là Dương Diệp, cho dù nàng gặp phải Nguyên Đồng, biết rõ không địch lại nhưng nàng cũng sẽ không chịu thua. Người có thể thua, nhưng không thể không có dũng khí đánh một trận. Nếu như ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có thì sau này làm sao tiếp tục đi trên con đường kiếm đạo được nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.